bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh sinh, tập 124 Toàn trường kinh ngạc Ngay cả hoa gia ngũ lão cũng khiếp sợ tới dạy người ra. Bọn họ bị ngôn từ của Phương Hàng làm cho kinh hãi. Không ngờ hắn đám mang nanh hoàng là tạp chủng, đây là dũng khí như thế nào? Từ đâu tới cuối, không có ai dám nhục mạ nan hoàng. Thân phận nanh hoàng tôn quý là con của tai nan thiên quân cả thiên giới này ai cũng không dám đắc tội với hắn. Cho dù là Vũ Hoàng cũng biết rõ đối phương vây sát mình, sau khi thoát khốn vẫn không dám giết đối phương, còn muốn bắt tay làm hòa. Chỉ cần đối phương rút đi mà thôi. Đây kỳ thật là một loại nhịn nhục. Nhưng hiện tại, Phương Hàng không ngờ dám công khai trắng trợn làm nhục hắn. Không ngờ đám nói bắt nanh hoàng ăn. Nhưng lại ăn suốt một ngàn vạn năm thiên giới. Ai lại không khiếp sợ ai lại không kinh hãi? Nanh Hoàng bị mắng cho sửng sốt, dường như không thể tin được, cứ nghĩ lỗ tai của mình đã nghe lẫm rồi. Qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh lại. Sắc mặt liên tục thay đổi. Cuối cùng tím bầm đi. Chừng mười lần hô hấp sau. Hắn phát ra một tiếng hét điên cuồng như người bị thâm thân. Dết. Nanh Hoàng giận sôi người, trống lên một từ, dết, ánh mắt độc ác tới cùng cực nhìn Phương Hàng như muốn trực tiếp thiêu đột đối phương. Vũ Hoàng Thì đã sao? Trong miệng hắn trống lên một tràng như pháo nổ, sự tình hôm nay chưa xong đâu. Tuyệt đối không chết không ngừng. Ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta muốn ăn tươi nuốt sống tên súc sinh này. Vũ Hoàng, thức thời thì ngươi tránh ra đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi lập tức rời đi. Nhưng ta muốn lưu tên súc sinh này lại, trực tiếp cào xé, móc mắt lột da hắn ra. Nanh Hoàng, ngươi cứ ở đây mà hù đọa đứa con nít sao? Giống như thẳng điên vậy. Ta sợ ngươi à? Phương Hàng vẫn thông thả ung dung như trước, bình tĩnh chỉ ngón tay ra. Sự tình hôm nay vốn không chết không ngừng. Ngươi thi triển ra đại trận đến vây sát trưởng môn vũ hóa môn. Phá hủy quy củ của thiên đình. Sau khi bị chúng ta phá trận còn diễu võ dương oai ngươi thật sự nghĩ chúng ta là tượng đất sao đúng là không bằng một phần ba của cục đất vũ hoàng tiểu súc sinh này đã muốn chết ngươi còn muốn thế nào ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng ta đếm đến ba ngươi lưu tên tiểu súc sinh này lại sau đó rời đi nếu không chúng ta hôm nay sẽ đại sát một hồi cùng ngươi không chết không ngừng ngươi dùng gì hóa giải ân oán hôm nay nanh hoàng lại gào lên quát với Vũ Hoàng. Không sai. Cái miệng tên tiểu súc sinh này rất lợi hại. Hoa gia ngũ lão hoa văn xương thấp giọng nói. Vũ Hoàng, ngươi có thể đi, tuy nhiên. Đồ đằng quán và tiểu súc sinh này. Thi thể thiên thiện Phật Hoàng phải lưu lại. Chúng ta lần này thanh lý môn hộ cũng không phái nhâm vào ngươi. Chỉ là hiểu lâm. Đều là do tên tiêu súc sinh này gây ra. Như vậy đi, Ngươi sau khi rời khỏi vẫn là người vũ hóa môn hoa gia và ngươi trưởng quản, nước sông không chạm nước giếng, cùng nhau kiến thiết đại nghiệp vũ hóa môn. Như thế nào? Không sai. Người này chính là con sâu làm rầu nổi canh. Hắn không dết, thiên lý khó đung. Hắn chính là một đại mẫm họa. Giết tên này. Thiên hạ thái bình, không giết hắn, thiên hạ đại loạn. Vũ Hoàng, ngươi suy nghĩ đi. Kiến hoàng, ám hoàng, tâm hoàng đều mở miệng lên tiếng. Một cơ hội cuối cùng. Vũ hoàng, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp bắt lấy người này giao ra. Chúng ta đây lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa, từ nay về sau trở thành bằng hữu. Là địch hay bạn đều do một ý niệm của ngươi. Ngươi lựa chọn đi. Sắc mặt nanh hoàng lại từ tím bầm như heo biến thành màu xanh. Dường như ma trôi phiêu đảng trong đêm. Một. 2. Nanh hoàng bắt đầu đếm. Mỗi một từ đều phiêu đảng khắp không trung, biến thành những âm phù đòi mạng. Khoan đã. Ngay khi hắn sắp đếm tiếng thứ ba thì Vũ Hoàng đột nhiên hô lên. Như thế nào? Ngươi đồng ý giao tên súc sinh này ra. Vẻ mặt nanh hoàng lập tức trở nên vui vẻ. Hừ. Nanh hoàng, ngươi kinh ta quá đáng. Ngươi nghĩ rằng ta sợ tai nan thiên quân, không dám giết ngươi sao? Thanh âm của Vũ Hoàng từng chữ càng thêm trầm trọng, dường như đã hạ quyết tâm lớn, ngươi trước vây giết ta. Bị ta trảm phá đại trậy không ngờ còn không đi. Muốn diễu võ dương oai như vậy. Vũ Hoàng ta tốt xấu gì cũng là cường giả trí tôn thiên địa đồng thọ. Tôn nghiêm của ta không cho ké như ngươi khiêu khích. Giết ngươi ta sẽ đem chuyện này hoàn toàn công bố ra. Khiến cho vô số môn phái ở thập vạn đại châu biết chân tướng và sự vô sĩ của ngươi, công đạo tự trong lòng người. Trong khi nói chuyện, thanh kiếm của Vũ Hoàng hướng lên bầu trời, hào quang lập tức sáng bừng lên. Chiếu sáng cả bầu trời. Cả người hắn tràn ngập hào quang, như tín ngưỡng chỉ nguyên kết nối với thánh đường viễn cổ. Hắn thật giống như trở thành một chân thần duy nhất trong thiên địa, không ai có thể vượt qua được, cũng không ai có thể chiến thắng hắn. Khí thế mãnh liệt này lập tức áp về phía nanh hoàng. Phản phất nanh hoàng cảm giác được chính mình như bị cô lập bị toàn bộ thiên địa cô lập bị tất cả hoàng giả cô lập tuy rằng bên cạnh hắn có rất nhiều hoàng giả nhưng hiện tại cảm thấy cô độc vô cùng không ai có thể bảo vệ được hắn đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với công kích thánh đường kiếm khủng bố của vũ hoàng lúc này hắn đã biết vũ hoàng nổi giận chân chính nổi giận giờ phút này hắn mới cảm giác được sự đáng sợ của vũ hoàng trong cơn giận dữ, hoái lưu ngũ bộ. Tinh thân, nguyên khí toàn thân hắn đều bị đối phượng tập trung, không thể động đậy. Thậm chí hắn cảm giác được mình cũng không thể chạy trốn được. Đối mặt với khí thế áp bách mạnh mẽ như vậy, nội tâm hắn không kìm được sinh, ra một tia sợ hai. Bá! Vũ Hoàng động rồi. Từng bước bước ra. Mỗi bước vẫn chỉ như bình thường, kiếm cũng rất bình thường chém vỡ hư không xuống nhưng những hoàng giả sát hoàng, yến hoàng đều bị bức phái liên tiếp lui lại. Càng bản không thể ngăn cản. Mỗi người nơi này đều cảm giác mình trở thành mục tiêu công kích của Vũ Hoàng, chỉ cần vọng động sẽ gặp phái lôi đình nhất kích. Vì thề, mỗi người đều lui về sau. Một kiếm này giống như thiên kiếm, chém về phía nanh hoàng. ầm ầm, một kiếm tê thiên liệt địa. Nanh hoàng hét lớn một tiếng, trên hai tay xuất hiện một đôi binh khí có hình thù kỳ quái, cứng rắn đón đỡ một kiếm này. Nhưng khi một kiếm chém xuống, hai binh khí kia lập tức bị dập nát. a à. Nanh hoàng hét thảm một tiếng, cả người từ đầu xuống chân bị chém thành hai nửa. Hai nửa thân thể vặn vẹo. Đò máu tươi, nhiễm đò cả bầu trời. Sắc mặt vũ hoàng không chút thay đổi, một kiếm đoạn hà nhạc, hai kiếm phá phách sơn xuyên, ba kiếm thành bạo vũ. Bổn kiếm tở thiên hạ. Nanh hoàng. Ngươi chết ở chiêu tẩy tầng thiên hạ của ta. Đủ để kiêu ngạo rồi. Kiếm thế biến đổi. Kiếm trong tay vũ hoàng đột nhiên trở nên hoa mỹ. Kiếm khí kiếm quang biến thành mưa lớn đầy trời. Khi mưa liên miên, khi mưa tâm tả. Khi mưa kịch liệt, khi mưa mông lung nhưng hết thảy kiếm quang đều đang thanh tẩy, tẩy sạch dơ bần thiên hạ. Bị một kiếm này bao phủ, chẳng những tất cả hoàng giả. Ngay cả Phương Hàng cũng bị kinh hãi đảm chiến. Vũ Hoàng Sư Huynh quá thật mạnh mẽ vô biên. Một chiêu này quả thật thanh tở non sông, rửa sạch thiên địa. Với lực một kiếm, càng quyết yêu phân. Ta nếu đối mặt một kiếm này cũng không thể ngăn cản. Thân thể nanh hoàng lại ngưng tụ thành hình, cảm thấy như ngày tận thế buông xuống, toàn thân đều cảm giác vô cùng khủng bố, không được. Vũ Hoàng, ngươi dám giết ta tai vạ của ngươi tới rồi. Ta là con của tai nan thiên quân. Ngươi đang đắc tội thiên quân. Nhưng bất kể hắn kêu gào thế nào. Vũ Hoàng Thủy Chung đều thần sắc bất động, đã hạ quyết tâm phải giết, tuyệt đối không lưu tình. Dũng khí như vậy, giám sát con của tai nan thiên quân, không sợ đối mặt thiên quân. Phương Hàng cũng không thể không bội phục, Vũ Hoàng quả là người làm đại sự. Có lẽ nếu sau này có thiên đại kỳ ngộ. Vũ Hoàng có thể sẽ tấn chức thiên quân. Kiếm khí rửa sạch, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên. Một đạo quang hoa màu trắng mang theo sinh cơ mãnh liệt trực tiếp bắn vào trong kiếm quang của Vũ Hoàng, chiếu xạ thân thể nanh hoàng. Thân thể nanh hoàng lập tức bắt đầu khôi phục. Sau đó, đạo hào quang tràn ngập sinh cơ kia ngưng tụ thành một độc giác màu trắng, va chạm với kiếm quang của Vũ Hoàng hơn trám ngàn lần không ngờ không phân được cao thấp không ngờ là một cường giảng thiên địa đồng thọ tới cứu viện sinh hoàng vũ hoàng thét đài một tiếng một kiếm chém về phía hư không lập tức hư không bị xé rách xuất hiện thân hình một nam nhân mặc đồ trắng vũ hoàng hãy khoan dung độ lượng nanh hoàng lần này làm không đúng nhưng tội chưa chí tử ta riêng tới đưa hắn đi sự tình hôm nay cứ vậy bỏ qua đi là nội loạn chứ không có quan hệ tới huyết mạch tai nan thiên quân chúng ta. Nam nhân áo trắng này vung tay lên. Chẳng kiếm khí vũ hoàng, đồng thời bao bọc lấy nanh hoàng, cũng không động thủ với vũ hoàng mà trực tiếp hú dài một tiếng bay đi. Nháy mắt đã biến mất. Hắn tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Sinh hoàng. Trong lòng phương hàng khẽ động đã nhìn ra nam nhân này chính một trong những người con cường đại nhất của tai nan thiên quân tu vi mạnh hơn nanh hoàng không biết bao nhiêu lần chính là một cường giả cảnh giới thiên địa đồng thọ trước mặt vũ hoàng có thể cứu đi nanh hoàng tiêu sái rời đi lộ ra thực lực sâu không lường được sinh hoàng tới hay lắm sớm muộn sẽ có một ngày ta và ngươi đánh nhau một trận vũ hoàng thấy sinh hoàng rời đi cũng không đuổi theo ánh mắt lóe ra không biết đang nghĩ điều gì qua vài cái hô hấp ánh mắt hắn đảo qua nhìn yến hoàng, ám hoàng, tâm hoàng, sát hoàng và hoa gia ngũ lão. Sắc mặt của Vũ Hoàng lúc này càng lúc càng băng lãnh. Cá ngươi không có tai nan thiên quân che chở phải không? Một đám hoàng giả mà dám tới vây giết ta. Hiện tại nanh hoàng đi rồi. Các ngươi mất đi chỗ dựa, chính mình tự sát hay là muốn ta động thủ? Vũ Hoàng phát ra thanh âm lạnh như băng, tuyệt không khoan nhượng. Sát khí hắn đã khởi, không ai có thể ngăn cản. Nanh Hoàng cũng dám giết thì huống chỉ những hoàng giả không có chỗ dựa này. Vũ Hoàng, ngươi điên rồi. Muốn giết hết cả chúng ta sao? Chúng ta là hoàng giả thiên đình. Ám Hoàng hét lớn, ngươi đây là tự loạn trận tuyến. Hiện tại mang tộc đang xâm lấn chúng ta nên vạn người một lòng, cộng đồng kháng địch. Sự tình hôm nay bỏ đi. Ai cũng không nhắc lại. Vũ hóa môn hoa gia ngũ lao, hết thảy đều là tội của bọn hắn. Ta không can thiệp vào nội đấu vũ hóa môn các ngươi. Không sai. Chúng ta rời đi, ngươi bắt hoa gia ngũ lão. Không cần liên lụy chúng ta. Yến Hoàng vội nói. Sắc mặt hoa gia ngũ lão lập tức biến đổi. Hoa gia ngũ lão đột nhiên cảm thấy thấy như bị mọi người xa lánh. Ăn trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. Nanh Hoàng được người cứu đi lần này kế hoạch vây sát Vũ Hoàng có thể nói là đã đại bại lại trước mệt. Hiện giờ đã trở thành năm bè bảy mảng. Sát Hoàng, Ám Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng đều sinh. Về rút lui. Hơn nữa vào thời điểm bọn họ phải thực sự rút lui còn chân chính chuyển đời mâu thuần lên đầu hoa gia ngũ lão. Khiến năm người này thực sự trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hoa Văn xương tức giận tới mức khản cả giọng, nói không lên lời chúng ta đi. Tứ đại hoàng giả yến hoàng. Sát hoàng. Ám hoàng. Tâm hoàng đột nhiên đứng vọt lên. Bỏ chạy về phía bầu trời. Hừ. Các ngươi đi được sao? Phương hàng hừ lạnh, một tiếng, trên bầu trời liên xuất hiện một vật thủ. Phật thủ này trong nháy mắt búng tay liền tạo thành chú ngữ dày đặc. Phong tỏa bầu trời, khiến cho tứ đại hoàng giả bị bắn ngược lại. Đây đúng là ma ha vô lượng đại thần chú diễn biến ra từ trong đại nhân quả thuật. Tiểu tử. Ngươi muốn làm gì? Vũ Hoàng cùng đều ngẫm đồng ý cho chúng ta đi. Chẳng lẽ vũ hóa môn các ngươi thật sự muốn khởi màu chiến tranh? Tứ đại hoàng giả ai nấy đều vô cùng tức giận. Các ngươi nghĩ hay thật, muốn tới thì tới. Muốn đi là đi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Vẻ mặt phương hàng lạnh. Lùng, chiến tranh. Chiến tranh đã bắt đầu từ lâu rồi. Các ngươi nếu đã muốn diệt trưởng giáo của vũ hóa môn ta thì đây đã là kết cục không chết không ngừng. Tâm hoàng điện. Sát hoàng đường. Ám hoàng phú. Yến gia đều phải bị diệt tuyệt. Không sai. Sư đệ nói đúng. Vũ hoàng ta cũng không phải dễ dọa như vậy. Các ngươi vây giết ta phải không, định biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Thần sắc Vũ Hoàng bất động, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Vậy ngươi muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn giết tất cả chúng ta ở đây? Các ngươi cũng to mồm đẩy. Ta không tin là ngươi lại có năng lực mạnh mẽ như vậy. Hừ. Thật ra Vũ Hóa môn ta lần này có phản loạn, Nguyên khí đại thương, cũng không muốn căng thăng thực sự với gia tộc và môn phái các ngươi. Tuy nhiên chuyện lần này các ngươi phải bồi thường mới được. Sự tình này nếu xuất hiện lần thứ hai thì đối với ai cùng không tốt cả. Giọng nói của Phương Hàn đột nhiên lại mềm dẻo hơn. Bồi thường cái gì? Yến Hoàng tiến lên từng bước. Hắn thấy thần UV tuyệt thế của Vũ Hoàng nên cũng hơi kiên kỳ. Nhất là đồ đằng quán trong tay Vũ Hoàng đã hấp thu ba vị cường giả đại quân chú. Càng ngày càng mạnh mẽ. Mình cái bình này đã đủ để khiến bọn họ không thể chạy trốn. Đương nhiên bọn họ cũng còn sát chiêu bảo mạng, tuy nhiên bọn họ cũng không muốn chuyện tới mức đó. Cũng không có gì. Lần phản loạn này là do các ngươi gây nên. Hiện giờ các ngươi đi bắt toàn bộ hoa gia ngũ lão làm phản đưa lại đây cho chúng ta. Chúng ta liền có thể biến chiến tranh thành tơ lua. Thế có phải là ôm không? Nếu ngay cả chút bồi thường này mà các ngươi cũng không làm được thì như vậy ta cũng muốn đại khai sát giới, lưu toàn bộ các ngươi ở lại nơi này. Phương Hàn nói. Lời này là thật sao? Ngươi có thể quyết định sao? Sát hoàng biến sắc. Sư đệ của ta tất nhiên là có thể quyết định. Các ngươi cũng đã thấy lực lượng hiện tại của hắn. Tương đương với lực lượng của năm trảm thánh nhân. Các ngươi đã từng gặp thiên tài như vậy bao giờ chưa? Vũ Hoàng Thông thà nói, hắn lại ngưng tụ ra rất nhiều pháp bảo tuyệt thế vô địch như bác bộ phù đồ. Cánh tự do Truyền thuyết trượng Quỷ võ thánh đồ Đồ đằng quán Chỉ cần có thời gian là hắn có thể trở thành hoàng giả Ta chuẩn bị truyền lại chức trưởng giáo của vũ hóa môn cho hắn Bản thân bế quan tu hành đạo tiến lên thiên quân Ngươi nói lời của hắn có tính là gì hay không? Rất nhiều hoàng giả nghe thấy lời nói của Vũ Hoàng, ánh mắt liền rơi lên người Phương Hàng lực lượng trên người phương hàng quả thực là nghiêng trời lệch đất, chỉ bằng pháp lực đã không dưới hoàng giả trí tiên cấp thấp rồi. Rất nhiều hoàng giả đều hiểu được lực lượng chân chính của phương hàng, cảm thấy chấn động, quả nhiên người này tuy là thánh nhân nhưng không ngờ lại có pháp lực tông hợp tương đương với hơn 500 thánh nhân. Thật sự là quá mức khủng bố. Bên trong vũ hóa môn không ngờ lại xuất hiện một thiên tài cái thế như vậy. Người này nếu thăng cấp lên hoàng giả thì sẽ còn cao tới mức nào. Vũ Hóa Môn có thiên tài tuyệt thế như vậy đúng là có đại khí vận rồi. Phượng hàng nhìn tứ đại hoàng giả bàn bạc. Trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, thế nào? Các ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Sát Hoàng, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên ra tay bắt Hoa gia ngũ lão không? Kiến Hoàng truyền thần niệm nói với Sát Hoàng. Trước mắt làm gì còn cách nào? Nếu không chúng ta sẽ tổn thương thảm trọng đó. Thân niệm của sát hoàng nhán lên, thực lực của vũ hoàng so với trước kia còn lợi hại hơn nhiều, còn cả tiểu tử phong duyên kia nữa, có thể thúc giục thiên thiện Phật hoàng. Đồ đằng quán. Nếu hắn tấn công chúng ta thì chúng ta cũng chỉ có không tới ba phân cơ hội chạy trốn mà thôi. Nhưng nếu mà phải chết một hai người ở đây thì đúng là không đáng. Không sai. Chúng ta không có khả năng phải mất mạng ở đây. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt thực lực của Vũ Hoàng càng tiến tới cảng gian nan. Có thể nói là căn bản không thể đột phá tới thiên quân, cho nên không cần lo lắng. Chúng ta sẽ từ từ vượt qua hắn thôi. Nhưng phong duyên kia là thiên tài thiếu niên kia lại khủng bố như thế. Sau khi tăng cấp lên hoàng giả, một khi lĩnh ngộ tới cánh giới thiên địa đổng thọ thì sẽ là cường giả tuyệt luân khủng bố vô cùng. Chúng ta lần này chỉ cần thoát khỏi hiêm cảnh trở về thì phải tính kế làm sao giết được hắn. Tiến Hoàng nói, hắn đã ớ thế không chết không ngừng với Nanh Hoàng. Nàng lực của Nanh Hoàng tuyệt đối không thể chỉ có thể. Ta hiện tại hãy tạm thời nghe lời hắn. Chờ sau khi trở về sẽ báo thù sau. Cũng chỉ còn có thể làm như thế. Chúng ta liên thủ có thể vây khốn hoa gia ngũ lão lại. Ra tay. Tâm Hoàng nói. Không sai. Kỳ thật vào thời điểm chúng ta tới đây cũng đã tính kế cẩn thận rồi chém chết vũ hoàng thi triển đại trận vây khốn hoa gia ngũ lão cùng nhau tiêu diệt luyện hóa hiện tại xem như là làm theo kế hoạch thôi không sai cứ như vậy mà làm thôi thần niệm liên tục truyền ra tứ đại hoàng giả đột nhiên ra tay ầm ẩm trên tay tứ đại hoàng giả đều xuất hiện thêm một vòng tròn hiện ra màu trắng đen đỏ sari biết giống như được luyện chế đặc biệt vì khắc chế hoa gia ngũ lão là sinh ra. Vừa xuất ra, chúng liền hình thành một liên hoàn tỏa trận giữa không trung. Liên hoàn tỏa trận này ngập trời kín đất. Lập tức trấn áp hoa gia ngũ lão. Vây khốn bọn họ trong đó. Tứ cực thiên tòa thần phù trận. Hoa văn xương hét lớn một tiếng, sát hoàng, ám hoàng, hóa ra các ngươi đã sớm muốn ám toán chúng ta sao? Hừ, Hoa gia ngũ lão các ngươi thành sự không dù. Bại sự có thừa. Chúng ta sớm đã thương lượng với nanh hoàng, giết chết vũ hoàng xong liền diệt sạch của nhóm hoa gia các ngươi, nhô tận gốc vũ hóa môn. Khiến huyết mạch của hoa thiên quân không còn trên thượng giới. Tuy lúc này không giết được vũ hoàng như hoa gia các ngươi phải bị hủy diệt. Coi như chúng ta hoàn thành được một đại sự. Sát hoàng gầm lên một tiếng. Không sai. Các ngươi thực sự là ngu xuẩn không ngờ ngay cả trưởng môn cùng dám giết. Hoa thiên quân sao lại sinh ra một lũ con cháu ngu xuân như ngươi. Chiến Hoàng cũng nguyền rùa ác độc. Người của hoa gia phải bị giết sạch thì mới có lợi cho thái nhất môn. Tai nan thiên quân thấy chuyện này mới vui vẻ. Tâm Hoàng sau khi tế xuất ra đại trận cũng há mồm rống một tiếng. Một đạo đao động tâm linh bắn vào bên trong đại trận, cửu diệt tâm ba tứ đại hoàng giả luân phiên hạ độc thủ vốn đám người hoa văn sương cũng đã có đề phòng nhưng tứ đại hoàng giả đã tính kế trước bố trí ra tứ cực thiên tòa thân phù đại trận quả thực là bọn hắn khắc tinh nhất là trong nháy mắt khi thúc giục đại trận trên người bọn họ cũng lóe lên một đạo thần phù đây là một đạo thần phù của tiên khí thánh phẩm cứu thục lúc này chính là bồ đòi mạng của bọn họ a à, trên người hoa văn sương xuất hiện một xiển xích màu vàng Nanh Hoàng, không ngờ các ngươi đã sớm tính toán chuyện ám toán ta từ lâu rồi. Thứ thuộc thần phù lại chỉ dùng để ám toán chúng ta. Độc ác tới mức này, hoa gia chúng ta với các ngươi không đội trời chung. Hoa thiên quân, người mớ mắt ra xem con cháu người bị tàn sát đi. Lũ ngu xuẩn các ngươi. huyết mạch của hoa thiên quân lại có đám đần độn các ngươi, quả thực khiến tượng bị người ta diệt trừ. Ám hoàng mắng. Bọn họ cũng hận đám người này. Lần này nếu không phải hoa gia ngũ lão châm ngòi thì nanh hoàng cũng không lập kế hoạch, thịt để không ăn được ngược lại còn hôi mình. Hoa gia ngũ lão trong mắt bọn họ quả thực vô cùng đáng ghét. Sư huynh, chó cắn chó thế nào? Phương Hàng thấy cảnh tượng này liền truyền một đạo thần niệm đi. Ta hiểu rất rõ năm vị cao thủ của hoa gia. Vốn có thể đại chiến cân tài ngang sức với bốn vị hoàng giả nhưng không ngờ nổi là tứ đại hoàng giả đã tính kế từ trước, lập tức khiến bọn họ rơi vào thế hạ phong. Vũ Hoàng nhìn lại. Phát hiện ra bên trong thân thể hoa văn xương có một đạo ngưng tụ thành xiên xích màu vàng, phong tỏa toàn bộ nguyên khí của ngũ đại lão Tô Tông của hoa gia. Sư đệ. Ý ngươi vốn là muốn để nhóm người này chiến đấu với hoa gia ngũ lão. Lưỡng bại câu thương sao? Tuy nhiên chuyện như vậy bọn họ khẳng định không đồng ý, dù có đồng ý cũng không nắm chắc tuyệt đối. Hừ, có thể nắm chắc tuyệt đối sao? Những người này vây giết ngươi tức là đã trở mặt với vũ hóa môn ta. Như lời sư huynh nói, bọn họ dù có chỗ dựa gì đi nữa cũng giết hết. Cùng nhau động thủ diệt bọn chúng. Phương Hàng đột nhiên truyền ra một luồng sát niệm tiến sâu vào trong đầu vũ hoàng. Cái gì? Thần niệm vũ hoàng chấn động. Ngươi muốn giết sạch bọn họ. Chu vệ này sẽ gây đại họa về sau đó sợ cái gì chứ chiến tranh thì chiến tranh vũ hóa môn chúng ta không sợ chỗ dựa của bọn họ cũng không phải là thiên quân phương hằng mạnh mẽ nói sư huynh không phải ta muốn nói ngươi ngươi đôi khi vẫn luôn lo lắng quá nhiều sau lưng ta có hỗn loạn thiên quân chống lưng chỗ dựa không dưới nanh hoàng sợ cái gì chứ hơn nữa sư đệ ta sắp tới còn muốn tham gia thiên tài chiến của thiên đình thực lực tất nhiên là càng mạnh càng tốt. Giết đám hoàng giả này. Rút máu huyết pháp tắc của bọn họ luyện hóa tiến vào bát bộ phù đô. Trong một thời gian ngắn có thể luyện chế bát bộ phù đô thành tiên khí vương phẩm chân chính. Đến lúc đó thì pháp lực của sư đệ này sẽ tăng lên gấp 10 lần. Có thể chống lại hoàng giả chân chính. Vào thời điểm đó đi diệt yến gia. Thái dương thần cung, cướp đoạt linh mạch thánh giai của bọn họ biến toàn bộ đệ tử của bọn họ thành nô lệ, tăng cường thực lực cho vũ hóa môn ta vô cùng. Sau lưng chúng ta có thiên quân làm chỗ dựa. Thực lực bản thân lại mạnh mẽ. Sau một thời gian nữa ta cảm ứng được điện mau thiên quân, sau đó đưa cả truyền nhân của hồng môn đạo nhân và phong bạch vù của vũ hóa môn chúng ta triệu tới đây. Cùng hắn mớ phong ấn trong cơ thể. Kêu gọi chung kết thánh vương ra. Lúc đó thiên đình sẽ nắm trong lòng bàn tay chúng ta. Cái gì? Vũ Hoàng nhìn thật sâu vào mắt Phương Hàng một cái. Nội tâm chấn kinh. Hắn tuyệt đối không thể dự đoán được là sư đệ của hắn lại có giả tâm cường đại như vậy, không ngờ còn muốn nắm cả thiên đình trong tay. Tuy nhiên nếu thật sự tìm được điện mau thiên quân, tìm được phong bạch vũ, truyền nhân hổng môn đạo nhân như lời hắn nói tập trung lại ở vũ hóa môn còn có hai đại đâu sỏ siêu cấp là chung kết thánh vương và hỗn loạn thiên quân liên hợp với nhau thì đúng là có thể lật đô thiên đình thành lập thế lực mới không nói tới chuyện khác chỉ mình chung kết thánh vương đã là tồn tại tiếp cận vô hạn với tiên vương năm đó rất nhiều thiên quân vây công hắn đều bị hắn giết chết sau đó mới bị số đông thiên quân vượt qua kỷ nguyên hỗn độn phong ấn có một số thiên quân vì phong ấn hắn mà phải trả giá bằng cả sinh mạng nếu truyền nhân của hồng mông đạo nhân lại kêu gọi hồng mông đạo nhân ra thì quả thực đúng là vô địch cho dù là tạo hóa tiên vương của thiên đình có sống lại cũng sẽ bị lật đổ đương nhiên điện mau thiên quân khẳng định có thể tu thành vô thượng thiên quân nàng đã trở thành một truyền kỳ trong rất nhiều thiên quân chỉ cần không chết non thì nhất định sẽ khôi phục là vinh quang khi xưa ngẫm lại nếu những người này cùng tụ tập lại vũ hóa môn sẽ cường đại tới mức độ nào chứ trong lòng Vũ Hoàng hưng phấn mười phần. Sư huynh còn không động thủ là không kịp đâu. Ngươi xem. Tứ đại hoàng giả đang chém giết hoa gia ngũ lão với khí thế hừng hực rồi. Thân niệm phương hàng nha ni chống truyền ra. Sát khí cô động. Được. Sư đệ. Nghe theo lời ngươi. Những kẻ này không nói tới quy củ. Chúng ta cũng không cần để ý nữa trước đây vũ hóa môn chúng ta rất chú vê tới quy củ đó. Thực ra trong lòng vũ hoàng không có chút cảm giác khó chịu nào. Đám người yến hoàng, sát hoàng, tâm hoàng. Ám hoàng là một đám vô si tới ám sát hắn. Còn muốn toàn thân trở ra. Không giết thì khó có thể bình ôn sự phẫn nộ trong lòng, ngược lại sẽ trở thành chưởng ngại trong tu hành. Giết sạch bọn chúng mòi là vương đạo. Xoạt xoạt xoạt, vũ hoàng ra tay. Tứ kiếm liên tục phát ra. Mỗi một kiếm đều kinh thiên động địa. Thúc đục toàn bộ lực lượng khí huyết. Ngưng tụ tinh thần đánh thẳng về phía tứ đại hoàng giả. Trên đỉnh đầu vũ hoàng xuất hiện một đạo thân quan tính ngưỡng. Bên trong thần quan có một quyên thánh kinh ẩn hiện không ngừng. Cùng lúc đó đồ đằng quán hắn cấm trong tay liền xoay tròn bay lên không trung ở giữa hư không quay miệng về phía tứ đại hoàng giả và cả hoa gia ngũ lão đang bị vây trong đại trận. Quy lực hiện tại của đồ đằng quán quả thực đã đạt trì thị độ của tiên khí vương phẩm, còn lợi hại hơn nhiều so với thánh đường kiếm. Nó vừa xuất hiện lập tức quy lực đã bao phủ cả bầu trời, cho dù đám hoàng giả này có biến hóa ra không gian thế nào cũng không chạy thoát. Vũ Hoàng Ngươi bội tính khí nghĩa pháp lực mãnh liệt đao động khiến cho tứ đại hoàng giả đều khiếp sợ. Bọn họ cũng phân ra lực lượng đủ để bảo vệ bản thân, khi thấy Vũ Hoàng vừa động thù liền lập tức cảnh giác, há mồm phun ra chí bảo của mình. Mỗi người đều thiêu đốt sinh mệnh, chặn một kích của Vũ Hoàng. Bội tính khí nghĩa. Đám tiểu nhân các ngươi mà lại chú vê tới túi nghĩa gì? Đừng tướng ta không biết trong lòng các ngươi muốn gì một khi ta thả các ngươi ra thì các ngươi trở về sẽ lại cấu kết với nanh hoàng gây bất lợi với ta. Các ngươi tường ta không biết âm mưu xảo quyệt của các ngươi sao. Phương Hàng hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân. Thiên thiện Phật Hoàng hiện lên, vung tay chụp một cái liền đánh tan toàn bộ cương khí hộ thân của tứ đại hoàng giả này, khiến bọn họ chấn động hộc máu. Bật bộ phù đồ. Quỷ võ thánh đồ. Hiện ra toàn bộ cho ta tam thập tam thiên tạo hóa thần quỳ 33 lần chiến lực. Đúng lúc này Phương Hàng đã có vê định giết người, không lo nhiều chuyện nữa mà hít thật sâu một hơi. Một hơi này có thể nói là kinh thiên động địa. Thân thể giống như con cóc phòng lên gấp 3 lần bình thường, sau đó một quyền liền bùng nổ. Xuất hiện 33 hư ảnh, bộc phát ra 33 lần chiến lực, phát động công kích đối với tứ đại hoàng giả. Ầm ầm ầm, thực lực bản thân Phương Hàng đã tương đương với năm trạm thánh nhân liên thủ. 33 lần chiến lực thì khủng bố tới mức nào? Chính là 500 thánh nhân nhân với 33 lần. Tương đương cả vạn thánh nhân đồng thời ra tay. Cả vạn thánh nhân đánh giết. Trăng rắc. Trăng rắc. Phương Hàng thúc dục khiến lần lượt từng linh mạch vương dai trong thân thể bị thiêu đốt, nguyên khí tiêu hao tới mức có thể dọa chết người ta. Trong cơ thể hắn vốn có hơn 80 linh mạch vương giai, lúc này chỉ một quyền. Một quy ẩn vô cùng đơn giản đã có tới 50 linh mạch vương giai bị tiêu hao toàn bộ. Loại tiêu hao khủng bố này khiến ngay cả hắn cũng phải giật mình. Không được. Cứ như vậy thì ta cần nhiều nguyên khí lắm. Thực lực bản thân quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Phương Hàn giật mình kinh hãi. Cho dù là vũ hóa môn cũng bị hắn đánh cho nghèo đi một quyền mà mất 50 linh mạch vương giai, còn không nghèo sao. Tuy nhiên linh mạch dù tiêu hao nhiều nhưng uy lực thì lại lập tức thể hiện ra. Âm 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 âm. Bốn tiếng động liên tục bùng nổ. Hoàng giả bị phương hàng công kích tới bản thể. Bị nổ thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại hạch tâm của bản mệnh, bị thiên thiện Phật Hoàng vung tay chụp lấy. Kiếm khí của vụ hoàng quét qua, trực tiếp bức bách rồi bị đồ đằng quán hút toàn bộ. Tứ đại hoàng giả tuy rằng loại hại nhưng dưới sự liên thủ công kích của Vũ Hoàng. Phương Hàng, Thiên Thiện Phật Hoàng và Đồ Đằng Quán thì không có năng lực chống cự, trực tiếp bị phong ấn. Vũ Hoàng. "Phong duyên đôi huynh đệ gian trá các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu." Tứ đại hoàng giả trong Đồ Đằng Quán chửi mắng không ngừng. Thần sắc Vũ Hoàng không chút thay đổi. Vung Đồ Đằng Quán lên hướng về phía Hoa Gia Ngũ Lão đang bị vây trong đại trận lập tức một đạo hào quang quét tới. Hoa gia ngũ lão dãy dụa nhưng vẫn không có tác dụng gì. Trực tiếp bị phong ấn. Đi. Chúng ta trở về vũ hóa môn. Túng lấy phương hàng. Kiếm thế của vũ hoàng chém rách hư không, chỉ trong chốc lát liền trở lại bên trong vũ hóa môn. Hắn dùng toàn lực mớ phong ấn vũ hóa môn ra. Tần tần tiến vào trung tâm của thiên quốc, sau khi tới địa phương sâu nhất mới ngừng lại. Tốt lắm vù hoàng nhìn bốn phía toàn là phong ấn cường đại. Phương Hàng sư đệ. Nhưng phong ấn này là do hoa thiên quân lưu lại từ viễn cổ. Cho dù là thiên quân tấn công vũ hóa môn chúng ta thì trong ba ngày cũng tuyệt đối không thể phá vỡ. Nơi này chính là nơi an toàn nhất rồi. Vậy là tốt rồi. Sư Huynh. Chúng ta liên thủ xử trí đám hoàng giả này đi. Tâm tình Phương Hàng kích động, lập tức phải cố gắng kiểm chế, vận dụng tâm pháp cẩn thận giúp mình trở lại bình thường, khí chất bình tĩnh lại. Đồ đằng quán, mở ra cho ta. Vũ Hoàng mở phong ấn của đồ đằng quán ra. Lập tức chính thân liền vọt ra. Chính là cửu đại hoàng giả ám hoàng. Sát hoàng. Yến hoàng. Tâm hoàng và hoa gia ngũ lão bị phong ấn. Cửu đại hoàng giả này bị đồ đằng quán hút cứng lại. Mỗi người đều bị vây trong phong ấn đồ đằng của mang tộc bọn họ giãy dụa hết sức. Năm lần bảy lượt chửi mắng muốn thoát khỏi đồ đằng quán. Đáng tiếc Vũ Hoàng liên tục đưa chân khí vào trấn áp chật chẽ bọn họ. Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Pháp lực của ta còn chưa dù. Nếu không dựa vào sư huynh thì căn bản không thể trấn áp cứu đại hoàng giả. Lần này đúng là phát lớn rồi, thật sự phát lớn rồi tâm linh của phương hằng thông qua đồ đằng quán có thể cảm nhận được lực lượng kinh thiên động địa của cửu đại hoàng giả căn bản là hắn không thể trấn áp được nếu không có lực lượng thiên địa đồng thọ của vũ hoàng thì đám người này đã sớm chạy trốn hoặc cướp lấy đồ đằng quán để chuẩn bị ba thành thẳng hiện tại phương hằng tuy rằng có thể chống lại một hoàng giả nhưng nếu đối mặt với chính hoàng giả thì chẳng khác nào tự tìm đường chết cho dù hắn có tể ra cả thiên thiện phật hoàng cũng không có tác dụng gì thiên thiện Phật Hoàng dù sao cũng là lực lượng của người khác. Không phải bản thân, vào thời điểm vận công triệu hoán rất dễ bị người khác công kích đánh chết. Lần này dưới sự bảo vệ của Vũ Hoàng, Phương Hàng an toàn vô cùng. Vũ Hoàng, tiểu súc sinh phong duyên. Các ngươi đang khi sư diệt tổ. Hoa thiên quân sẽ không bó qua cho các ngươi đâu. Hoa vân xương trong phong ấn không ngừng chỉ mắng. Các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu hoa thiên quân sắp trở về các ngươi chờ chết đi không sai chúng ta nhận được tin tức từ hoa thiên quân hắn trong tương lai không xa sẽ trở về tiệp đây các ngươi chỉ có một con đường chết có biết không ngũ đại lão tổ tông của hoa gia đều luôn miệng nguyền rủa như điên bọn họ cũng biết hành động lần này đã hoàn toàn thất bại tuy nhiên bọn họ không tin vũ hoàng dám giết mình dám thanh tẩy mình hừ Hoa Thiên Quân trở về thì có ích lợi gì? Hơn nữa hắn đã không thể trở về nữa rồi. Phương Hàng liên tục cười lạnh. Điều chỉnh nguyên khí bên trong cơ thể tới trạng thái tốt nhất Bác bộ phù đồ bay lên đỉnh đâu Tỏa ra cả ức vạn tia lửa Hoàn toàn có được tinh hoa hòa diễm của liệt hoàng Cả nguyên sinh mệnh của liệt hoàng đung nhập vào trong đó cũng không phải nhỏ Phong duyên, vù hoàng Các ngươi thật sự hạ độc thủ sao Kiến Hoàng không có bối cảnh thiên đình đẳng sau, các ngươi có thể giết hắn nhưng lại không có năng lực giết chúng ta. Ám Hoàng phủ tâm Hoàng điện, sát Hoàng dường đều là cơ cấu của Thiên Đỉnh. Các ngươi dám động thủ sao? Thế không phải là muốn chết sao? Giết chúng ta, à Thiên Đỉnh chu cứu thì ta muốn xem các ngươi che giấu thế nào. Sát Hoàng đột nhiên kêu lớn, quanh thân thể hắn toàn bộ đều là sát khí chống cự lại đồ đằng chỉ cần có một cơ hội nhỏ liền lập tức vọt tận chính tầng trời, giống như ngư long biến. Tiến về cõi sống. Nanh hoàng ta còn dám giết, lại sợ các ngươi sao? Phương Hàng cười lạnh lùng. Các ngươi nghĩ ta có gan lớn như vậy là vì sao? Nanh hoàng có hậu trường, ta chẳng lẽ không có hậu trường? Nói cho các ngươi biết, hậu trường của ta không nhỏ hang nanh hoàng đâu. Hậu trường của người là ai? Tâm hoàng biến sắc hỗn loạn thiên quân. Phương Hàng nhìn tứ đại hoàng giả giống như nhìn người chết vậy, hỗn loạn thiên quân là người bảo vệ cho ta các ngươi chắc hắn không biết bảo vệ là có vê di. Chính là lúc ta gặp nguy hiểm nhất hắn sẽ xuất hiện. Phụ thân của nanh hoàng là tai nan thiên quân cũng như vậy. Con của tai nan thiên quân nhiều lắm. Cả ngàn vạn đứa. Chết một người con đã tính là cái gì? Hắn sẽ vì đứa con nanh hoàng này mà gây chiến sao? Quả là buồn cười. Cái gì? Hỗn loạn thiên quân. Tất cả hoàng giả đều khiếp sợ đại ra. Vị thiên quân này là cấm ngữ của thiên đình, không ai đám nhắc tới. Năm đó hỗn loạn thiên quân phản lại thiên đình, ngũ đại thiên quân hỗn độn. Vĩnh hằng, tai nan, Lôi để. Sát lục cũng không làm khó được hắn. Để hắn thoát khỏi thiên giới. Ở trước mặt thiên quân này. Tất cả hoàng giả chỉ là con kiến. Nếu hỗn loạn thiên quân thực sự là người bảo vệ cho phương hàng thì tai nan thiên quân cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Người bảo vệ và đệ tử, con trai có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Một đệ tử. Một đứa con đã chết thì có lẽ sư phụ sau đó mới biết mà báo thù. Nhưng người bảo vệ thì giờ khắc nào cũng chú vê tới ngươi, không để ngươi bị người ta làm cho bị thương tồn. Một thiên quân đã vượt qua rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn lại tự mình bảo vệ phương hàng phương hàng này l ốt cục có lai lịch gì? Không có khả năng. Tại sao có thể như thế? Tâm Hoàng liên tục lắc đầu, ta không tin. Không tin phía sau ngươi lại là hỗn loạn thiên quân. Thiên quân trên thiên đình trừ lôi đế mới sinh ra ở kỷ nguyên này. Vĩnh hằng thiên quân đã vượt qua năm kỷ nguyên. Tai nan. Hỗn độn thiên quân cũng vượt qua năm kỷ nguyên, sát lục thiên quân vượt qua bốn kỷ nguyên mà hỗn loạn thiên quân ước chừng đã vượt qua sáu ký nguyên. Trải qua sáu lần thiên địa tan biến, vũ trụ đại diệt vong cho nên ngũ đại thiên quân không thể gây tổn thương cho hắn. Ngươi có thể được hắn bảo vệ, chẳng lẽ là tạo hóa tiên vương chuyển thế? Các ngươi không tin sao? Ta nói thật cho các ngươi biết. Phương Hằng liên tục cười lạnh, lúc trước tình thánh nam cung thương tâm tìm ra gây chuyện lại bị ý niệm của hỗn loạn thiên quân cản trở, sau đó hỗn loạn thiên quân thu hắn làm đồ đệ ký danh, khiến hắn liền thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả, không lâu sau đó là thiên địa đổng thọ. Các ngươi nghĩ thế nào? Đó không phải là lực lượng của thiên quân sao? Hóa ra ngươi là phản nghịch của thiên đình, là người của hỗn loạn thiên quân. Vũ Hoàng, giết hắn. Bắt lấy hắn. Giao cho thiên đình thì vũ hóa môn ta đã lập đại công rồi. Hoa văn xương đột nhiên gầm lên đây là hy vọng duy nhất trong lòng hắn hiện giờ. Ai? Vù hoàng nhìn hoa văn xương, cảm thấy vô cùng buồn cười, trong lòng lại cảm thấy có cảm giác thật sự vớ vần. Hoa văn xương. Hoa thiên quân có hậu duệ như ngươi đúng thực là sai lầm. Các ngươi tồn tại khiến hoa thiên quân mất mặt. Ta vốn đúng là không muốn hại các ngươi, hiện giờ không thể không rút hết tất cả pháp tắc của các ngươi, biến đám các ngươi thành thường nhân sau đó tiến hành đại thanh tây hoa gia của vũ hóa môn sự tồn tại của hoa thiên quân chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt còn hỗn loạn thiên quân lại là tồn tại chân thật vũ hóa môn chúng ta được hỗn loạn thiên quân bảo vệ nhất định sẽ vô cùng hưng thịnh đám người hoa gia này đúng là điên cả rồi phương hàn thở đài dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn hoa gia ngũ lão nhất là hoa văn xương Người này tuy rằng tuy luyện tới hoàng giả chí tiên nhưng lại vô cùng ngu xuân, chỉ biết kiếm lợi cho bản thân, rơi vào kết cục thê thảm như bây giờ cũng đều là gieo gió gặt bão. Vũ Hoàng, người đám hủy đạo nho chính thống của hoa gia vũ hóa môn chúng ta sao? Thần sắc hoa văn xương tàn độc nói, người có biết không, tương lai không xa hoa thiên quân sẽ trở về, thấy người thanh tây người hoa gia. Vậy ngươi sẽ bị trừng phạt tới mức nào? Ngươi muốn vạn kiếp bất phục sao? Hoa Thiên Quân. Hắn có thể làm gì ta? Phương Hàng đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tương lai gần. Hổng mông đạo nhân. Điện Mầu Thiên Quân thậm chí là chung kết Thánh Vương đều sẽ trở về, tụ tập bên trong vũ hóa môn. Hoa Thiên Quân đến đây thì kết cục cùng chỉ là cái chết. Đừng nói là Hoa Thiên Quân, dù là tạo hóa tiên vương tới đây cũng sẽ bị bóp chết. Vũ Hoàng nghe thấy lời nói của Phương Hàng. Sắc mặt không biểu hiện gì nhưng hoa gia ngũ lão nghe thế thiếu chút nữa là hộc máu, vũ hoàng, ngươi nhìn xem. Đây là nghiệp trưởng gì? Không ngờ ngay cả tổ sư khai phái của vũ hóa môn ta cũng không coi vào đâu. Chẳng phải là muốn chết sao? Khi sư diệt tổ. Chân chính là khi sư diệt tổ. Các ngươi mới là tội nhân của vũ hóa môn ta. Tới lúc này uy nghiêm của hoa thiên quân đã biến mất. Phương Hàng thản nhiên nói huyết mạch hắn lưu lại đã trở thành khối u ác tính của môn phái. Vũ hóa môn là vũ hóa môn, hoa thiên quân là hoa thiên quân không thể gộp làm một. Giống như tạo hóa tiên vương từng khai sáng ra thiên đình nhưng thiên đình bây giờ còn có hắn sao? Không phai, Giang Sơn sẽ có lớp lớp tài tử xuất hiện, mồi đời thống lĩnh mấy trảm năm. Hoa gia nếu đã trở thành khối u ác tính thì cần phải thanh tây vũ hoàng sư huynh ta hiện giờ bắt đầu rút pháp tắt bên trong máu huyết thân thể hoa gia ngũ lão ngươi trợ giúp ta một tay lần này trước thiên đình thiên tài chiến nhất định ta phải luyện chế bác bộ phù đô thành tiên khí vương phẩm đến lúc đó mới có thể chân chính có được ưu thế được rồi hoa gia ngũ lão bổn ý của ta vốn là giam cầm bọn họ tuy nhiên pháp lực của bọn họ còn ngày nào là có khả năng tạo mối nguy phản loạn ngày ấy còn vài ngày trước thiên đình thiên tài chiến, ta sẽ trợ giúp ngươi nít pháp tắc của hoa gia ngũ lão ra. Lực lượng của ngươi sẽ cường đại thêm một bậc, có thể luyện hóa tứ đại hoàng giả. Đến lúc đó ta cũng muốn đi ra ngoài xem. Vũ Hoàng ung dung nói. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm gì? Phương Hàng vô cùng kinh ngạc đồ đằng quán của ngươi tuy rằng đã hấp thu lực lượng của ba hoàng giả đại quân chủ nhưng vừa rồi ta vận chuyển nó lại cảm thấy có chút lực lượng không đủ. Trước mặt đại quân mang tộc tiến công 10 vạn đại châu thiên đình, nơi nơi đều là bình lửa nhưng lại mang tới cho ta một cơ hội vô cùng tốt. Ta có thể thi triển đồ đằng quán, chạy khắp tứ phương, chém giết bát phương, thu lấy đại quân mang tộc. Công kích giết chết hoàng giả, thánh nhân trong mang tộc. Đung nhập vào trong đồ đằng quán, khiến cho uy lực của thánh khí này càng ngày càng lớn cuối cùng trở thành tiên khí vương phẩm đến lúc đó ngươi có nó hộ thân cường giả thiên địa đông thọ cũng không làm gì được ngươi cũng có thể trở thành bảo vật trấn giáo của vũ hóa môn ta tương lai nếu có được cơ duyên cường đại hơn càng có thể khôi phục lại tứ mạo vốn có một khí trở thành tiên khí thánh phẩm thì vũ hóa môn chúng ta coi như có một thiên quân tọa trấn rồi vũ hoàng thúc giục đồ đằng quán trong tay yêu thích pháp bảo này không nỡ rời tay nguyên nhân chính là vì phẩm chất của kiện pháp bảo này bản thân nó là tiên khí thánh phẩm gặp phải đại kiếp nạn nhưng vẫn có hy vọng khôi phục còn thánh đường kiếm của hắn thì muốn tiến thêm một bước là chuyện vô cùng khó khăn tiềm lực còn xa mới lớn được như đồ đằng quán pháp bảo tráng giáo của vũ hóa môn rất nhiều nhưng tất cả đều không thể so sánh với đỗ đằng quán cũng tốt với năng lực của sư huynh thì nhất định có thể khiến đồ đằng quán này thăng cấp lên một cài thế giới mới. Phương Hàng Phi thường đồng vê với tính toán của Vũ Hoàng. Đồ đằng quán này là của hắn. Đã đung nhập máu huyết của hắn, mỗi lần hấp thu mang tộc sẽ lại đưa một phần lực lượng cho hắn. Khiến lực lượng của hắn lớn vô cùng, thân thể tinh thể thần quốc xuyên qua vũ trụ. Phá diệt vạn cổ. Hoa gia ngũ lão. Chết đi, Phương Hàng há mồm phun một cái. Quỷ võ thánh đồ xoa tròn bay ra. Quét qua hoa da ngũ lão. Sau đó thiên thiện Phật Hoàng xuất hiện, bay tay lớn vỗ một cái. Lập tức đánh thân thể hoa da ngũ lão thành một đám sương mù máu. Pháp tắc chí tiên cường đại ân hiện không ngừng trong đó. Bác bộ phù đồ. Phương Hàng há một phun một cái. Bác bộ bay ra. Phát ra hòa diễm hừng hực, tế luyện huyết nhục của hoa gia ngũ lão rất nhiều pháp tắc đều bị hút ra tiến vào bên trong bát bộ phù đồ. Cùng lúc đó Phương Hàng liên tục đánh ra chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương. Những đồng sông bảo khí từ trên trời rơi xuống trên bát bộ phù đồ. Biến thành tài liệu thuân khiết nhất. Cảnh này khiến khuôn mặt tứ đại hoàng giả hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng. Đây là chuyện gì? Hắn lại kết nối được với bảo giới à? Sát hoàng liều mạng dãy dụa. Thần niệm kết nối với ám hoàng. Yến Hoàng Tâm Hoàng Hắn không ngờ lại mượn được bảo khí của bảo giới tới đây. Những bảo khí này có thể biến thành tài liệu để rèn luyện pháp bảo. Cho dù là tiên khí thánh phẩm cũng cần tới bảo khí này. Năm đó đa bảo thiên quân luyện chế pháp bảo cũng phải hấp thu có hạn chế bảo khí. Pháp bảo cuối cùng bị bảo giới thu hút, cho dù là những cự đâu như tai nan thiên quân cũng không dễ dàng hấp thu. Chẳng lẽ đa bảo thiên quân còn có hậu chiêu? hắn làm sao lại có thể hấp thu không kiên nể như vậy? Chẳng lẽ hắn được bảo giới ủng hộ? Nếu cứ như vậy thì hắn thật sự có thể luyện hóa bát bộ phù đổ thành tiên khí vương phẩm mất. Pháp bảo này một khi luyện chế thành công thì sẽ kinh thiên động địa, bằng thân tháp có thể trấn áp hoàng giả trí tiên tới chết. Người này vốn đã ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, thực lực rất mạnh, một khi luyện chế bát bộ phù đổ thành tiên khí vương phẩm thì cường giả thiên địa đông thọ cũng sẽ bị hắn giết không tha hắn hiện tại đang luyện hóa hoa gia ngũ lão chở một lát nữa sẽ luyện chế chúng ta chúng ta phải phản kháng phải chạy tìm đường sống đáng giận thật nếu sớm biết tiểu súc sinh này bội bạc thì chúng ta căn bản không đối phó với hoa gia ngũ lão mà cùng ngũ lão xông tới cho dù tôn thất thám trọng nhưng cũng không rơi vào kết cục như hiện nay tứ đại hoàng giả lúc này như phát điên liên tục gấm thép muốn dãy dụa thoát thân tới bên trong vũ hóa môn chúng ta rồi. Ta có thể mượn toàn bộ lực lượng cấm pháp của vũ hóa môn ngăn chặn các ngươi. Đừng nói hiện giờ các ngươi còn là hoàng giả trí tiên bình thường, cho dù là cường giả cảnh giới thiên địa đông thọ thì ở bên trong vũ hóa môn cũng không phải là đối thủ của ta, bị ta áp chế. Vũ hoàng thấy tứ đại hoàng giả sao động bất an liền lạnh, lùng cười, phất tay một cái. Một luồng lực lượng mạnh mẽ mê ri môn trực tiếp ập tới đè lên tứ đại hoàng giả trong hư không, tạo thành hình chữ đại. Đây là lực lượng cấm pháp trong vũ hóa môn. Toàn bộ lực lượng của vũ hóa thiên quốc là do hoa thiên quân rèn luyện trong chỗ sâu nhất, có lực lượng phòng ngự vô địch, cho dù thiên quân tấn công cũng có thể duy trì bày ngày mới có thể bị công phá. Trong lúc nói chuyện, tay phải vũ hoàng chụp một cái lập tức khiến lực lượng tinh khí và pháp tắc của ngũ đại hoàng giả, hoa gia ngũ lão bắt đầu bị hút với tốc độ tăng gấp 10 lần. Chỉ trong chốc lát, một lượng lớn pháp tắc chí tiên, huyết nhục đều đủng mảnh tiến vào bên trong bát bộ phù đồ. Vì thế của toàn bộ bát bộ phù đồ quả thực đã không thể nào hình dung nổi. Trên tám mặt của pháp bảo này, ức vạn con cự long thu nhỏ hợp thành phù lục hình rồng. Phương Hàng lại một lần nữa phun ra kỷ nguyên thư khiến văn minh long tộc tiếp xúc với bác bộ phù đồ. Ngay lập tức, trong hư không liền hiện ra một bức đồ họa. Đồ họa này là một bản ghi chép cánh tượng hưng thịnh. Suy bại vô số kỷ nguyên trước của văn minh long tộc. Hóa ra bác bộ phù đồ sau khi hấp thu nhiều lực lượng như vậy bắt đầu phát sinh, biến hóa, càng ngày càng mạnh. Không ngờ có thể từ hư không tái hiện lại lịch sử thời viễn cổ của văn minh long tộc. Ngay trong lúc này trong đầu Phương Hàng liền có một lượng lớn tin tức và tri thức. Hắn thấy Long tộc sinh ra từ trong hư không tại vô số kỷ nguyên trước, tranh đoạt với đủ loại thần thú thái cổ. Người tu đạo, vu, Phật, mà cuối cùng thành lập Long giới, hình thành hình dạng hiện nay. Không o không hoa gia ngũ lão này mỗi một người đều kinh doanh rất nhiều năm. Đều nắm giữ sức mạnh của vũ hóa môn. Đi tới đâu cũng cướp đoạt, trong thân thể mỗi người đều là một kho báu hiện giờ toàn bộ đều đã bay ra. Bị Phương Hàng lấy không còn thứ nào, hòa tan toàn bộ, loại bó tạp chất, khiến cho bác bộ phù đồ được gia cường rất lớn. Hơn nữa, linh mạch trên người bọn họ cũng không ít. Từ trên người hoa văn xương. Phương Hàng tim được ước chừng hơn 300 linh mạch vương giai, còn có một chút nguyên khí của linh mạch thánh giai. Tập hợp cả ngũ lão. Linh mạch vương giai ở trên người họ ước chừng cũng có 840 sợi. Nguyên khí của linh mạch thánh giai cũng ngưng tụ thành một khối, bị phương hàng trực tiếp nuốt vào trong bụng, dung nhập vào trong thiên tâm thánh giới của bản thân. Trên mặt bác bộ phù đổ lại bắn ra long khí. Những long khí này đều rất kiên cố. Ngưng tụ thành một không gian cùng loại với long giới. Tiều long giới ngưng tụ thành hình. Trong lòng phương hàng vui vẻ liền nhìn ngay ra không gian long giới mới hình thành kia cũng có những đầy núi nguy nga. Mặt trời của long giới, long tức nồng đậm. Đây là bước đột phá trọng đại trong sự biến hóa đầu tiên thành tiên khí vương phẩm của bác bộ phù đổ này. Hoa gia ngũ lão càng ngày càng suy véo. Tới cuối cùng, hai ba canh giờ trôi qua. Không gian chấn động. Hoa gia ngũ lão từ trên không trung rơi xuống, người nào cũng tóc bạc da khô lực lượng suy yếu đến nỗi khó có thể bay lên được. Hiện giờ bọn họ đã bị đánh tụt xuống thiên tiên, tiên nhân sơ cấp. Còn là thiên tiên loại thấp nhất. Trong lòng sát hoàng trầm mặt. Tất cả pháp tắc. Toàn bộ đều đã bị đoạt lấy. Trở thành phế vật. Một hoàng giả chí tiên đứng trên đỉnh của tiên nhân hiện giờ không ngờ lại bị đánh trở thành một tiên nhân thấp kém nhất, ti tiện nhất, rắc rưới nhất. Tứ đại hoàng giả hết hồn, không thể không suy nghĩ phong duyên vù hoàng các ngươi giỏi lắm hoa văn xương roi xuống mặt đất nhìn hai bàn tay héo rũ của mình trong nháy mắt đã mất đi tất cả lòng tin chỉ còn ánh mắt quán độc vô cùng các ngươi cấu kết với ngoại môn sau khi mưu hại ta hẳn phải nghĩ tới kết cục hôm nay chứ nhưng ta sẽ không giết các ngươi vũ hoàng nói ta sẽ giam các ngươi vào tù ngục sau đó sẽ để cho các ngươi nhìn ta thanh lọc toàn bộ thế lực của hoa gia trong vũ hóa môn như thế nào đồng thời sẽ khiến các ngươi nhìn ta chấn hưng vũ hóa môn như thế nào không có hoa gia các ngươi vũ hóa môn ta sẽ có thể thực sự thăng tiến như điều gặp gió như rồng ra biển vung tay áo lên vũ hoàng cuốn lấy hoa gia ngũ lão mang theo đồ đằng quán biến mắt không còn bóng đáng để lại một lời nói sư đệ ngươi đã đem tất cả pháp tắc hoa gia ngũ lão dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Hiện giờ thực lực của ngươi đã đủ để áp chế tứ đại hoàng giả. Ta phải đi rồi. Chém giết mang tộc. Ngưng luyện đồ đằng quán. Hy vọng ngươi mã đáo thành công, thật sự luyện chế được bát bộ phù đổ thành tiên khí vương phẩm. Sư huynh cứ yên tâm đi. Phương Hàng gật đầu. Dùng hết sức bên trong thân thể tiêu hóa lực lượng tinh huyết của ngũ đại hoàng giả. Xoạch Ngay khi Vũ Hoàng rời khỏi Một lệnh bài rơi xuống Trên mặt có khắc hình chim hạt bay giữa không trung Lông hóa thành tuyết roi đầy trời Tiên hạt ở trong bầu trời đẩy tuyết này bay lên trời Đây là lệnh bài trưởng giáo của Vũ Hóa Môn Ta không ở đây Ngươi có thể thay ta hành sự Áp phục chúng nhân Với thực lực của ngươi Hoàn toàn có thể làm được điều này Không thành vấn đề Phương Hàng thu lệnh bài lại Ánh mắt nhìn về phía tứ đại hoàng giả Ám hoàng Sát hoàng Tâm hoàng Kiến hoàng Hiện giờ đến phiên các ngươi Ta cảm thấy trên người các ngươi có rất nhiều pháp bảo Đang được, tài liệu, còn có lực lượng mạnh mẽ của bản thân Nếu dung nhập vào bát bộ phù đô của ta Pháp bảo này sẽ có thể viên mãn đạt tới cấp độ tiên khí vương phẩm Bản thân các ngươi tự chủ động nộp mạng đỡ phải chịu đựng thống khổ hay để ta tiễn các ngươi lên đường. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Phương Hàng giống như là tử thần chúa tể của địa ngục, tấu nên thanh âm tử vong. Không được giết ta. Ta là người của thiên đình. Ám hoàng hoảng sợ hét lên. Nhìn Phương Hàng càng ngày càng mạnh, một sự hoảng sợ sinh ra sâu trong lòng. Hiện giờ bác bộ phụ đổ tuy chưa thăng lên thành tiên khí vương phẩm, nhưng nếu nói đơn thuần về mặt pháp lực thì đã vượt qua hắn rất nhiều. Chưa nói tới Phương Hàng còn có thiên thiện Phật Hoàng, quỷ võ thánh đồ, còn có thực lực của bản thân. Hiện giờ hắn cùng không thể động đậy. Toàn thân hiện ra như chữ đại đáng lên không trung. Lực lượng phong ấn khóa chặt mấy người bọn họ. Ta biết kho báu của giả dạ đế thiên quân trong giả dạ giới, bây giờ ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết, thật sự là không được giết ta giết ta ngươi cũng không được lợi gì cả, còn phải chịu lửa giận của thiên đình. nếu không giết ta, từ nay về sau ta có thể trở thành nô lệ của ngươi, ngươi muốn gì ta cũng có thể tìm được cho ngươi. ám hoàng đã vô cùng hoảng sợ, kho báu của giả dạ đế thiên quân, quả nhiên là hết sức hấp dẫn. tuy nhiên giết ngươi thật sự là không có hậu quả gì. phương Hằng liên tục cười lạnh, một mặt điều chỉnh nguyên khí trong cơ thể một mặt nói, chu vệnh lần này. Nanh Hoàng khẳng định là sẽ không nói thêm điều gì. Bởi vì bản thân đã đuối lý. Mà các ngươi chỉ là những tên tiêu tốt. Chết thì cũng chết rồi. Ta nghĩ, không quá lâu sau. Thiên đình sẽ truyền ra tin tức. Nói các ngươi cùng với Nanh Hoàng chiến đấu với đại quán của mang tộc. Xâm nhập mang hoang, đã chết trên chiến trận, có được vinh quang vô thượng. Cái gì? sắc mặt tứ đại hoàng gia đều biến đối. Bọn họ biết chuyện này sẽ giống như lời Phương Hàng nói. Thiên đình chắc chắn sẽ tuyên bố như vậy. Còn về bí mật của các ngươi, kho báu gì? Ta cũng không cần. Hơn nữa cái gì mà kho báu của giả đế? Các ngươi biết một bí mật như vậy. Sao lại không đi lấy ra? Chắc chắn là nơi đó nguy hiểm trùng trùng. Đương nhiên ta giết các ngươi sẽ lấy được ký ức của các ngươi, cũng có thể biết được tình hình như thế nào. Cho các ngươi làm nô lệ thì có ích lợi gì? Chỉ thu hút sự chú vê, hơn nữa bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể phản ta. Đột nhiên Phương Hàng bay lên. Năm ngón tay như móc câu. Trực tiếp tung một trảo lên đầu ám hoàng. Ám hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể trong hình dạng chữ đại ở giữa không trung không ngừng rung lên. Vẻ mặt thống khổ dữ tợn như thể đang trải qua 18 tầng địa ngục. Những đám hắc khí từ trong cơ thể hắn nhanh chóng bay ra. Toàn bộ đều tiến vào trong bát bộ phù đồ. Vẻ mặt phương hàng vô tình, lấy đi bảo bối từ trong cơ thể của ám hoàng. Một tòa bảo tháp bán vương phẩm ảnh chứa pháp tắc chí tiên, ám hoàng tháp bị làm cho tan rã, biến thành chính con rồng hắc ám dung nhập vào bên trong đó. Khoảng chừng mười mấy vạn dạ đế đang cũng hóa thành đan long hắc ám những kiện áo giáp hắc ám trên người ám hoàng cũng đồng thời bay lên từng tất bị tan rã dung nhập vào trong bát bộ phù đổ cuối cùng hắn chỉ còn một thân trần trụi toàn bộ pháp bảo không ngừng bay ra khiến người khác không muốn nhìn tiếp hắn là chủ nhân của ám hoàng phủ trên thiên đình có đại quyền trong tay so với hoa gia ngũ lão còn có nhiều quyền lực hơn từng kiện pháp bảo trên người hiển nhiên đều có phẩm chất cao hơn hoa văn xương đang được cũng nhiều nguyên khí lại càng sung túc hơn. Luyện hóa người này quả thực tương đương với việc chiếm được một kho báu. Hoàng giả chí tiên, đây là đỉnh phong của tiên nhân trên thiên giới, mỗi một người đều có thể quát tháo phong vân, cười nhạo thiên địa. Kinh thường thế gian. Bảo vật tài liệu nhiều tới nổi khiến cho người ta phát điên. Hiện giờ phương hàng thu được cùng ngày càng hưng phấn. Rẩm rầm. Vô số tài liệu bay ra trong lòng hắn mừng như điên đến nỗi có một chút tê dại. Thật là nhiều linh mạch. Linh mạch vương giai. Ám hoàng thật sự là giảo có. Đây là chí tiên ở tầng trên sao. Trên thân thể ám hoàng, ước chừng có hơn 8 trảm linh mạch vương giai bay ra. Nghĩ tới trước đây khi bản thân là kim tiên, vì một linh mạch vương giai mà phải ra sống vào chết, hiện giờ từ người khác đã thu được vài trăm. Đương nhiên, Kim tiên và chí tiên kém nhau tới bốn cấp. Một trời một vực. Giống như là một tài chủ ở nông thôn so với một đại phú hào giảo có bằng cả một nước. Văn minh long tộc. Lại một lần nữa tăng lẻn. Lúc này Phương Hận cuối cùng cùng hiểu được quy luật của bác bộ phù đồ. Kiện chí bảo này không hô là đệ nhất pháp khí của long tộc, tuyệt đôi không phải thứ mà bảo bổi bình thường có thể sánh được. Nếu càng được ngưng luyện nhiều, pháp bảo này sẽ càng thể hiện ra những sự thần kỳ của bản thân. Cho tới hiện tại, bác bộ phù đồ tổng cộng đã hấp thụ tất cả tinh huyết, nguyên khí. Pháp tắc của sáu vị hoàng giả trí tiên, hoa gia ngũ lão, cùng với liệt hoàng. Ngũ đại hoàng giả mạnh đến mức nào? Sức mạnh gần như có thể trực tiếp đánh nổ tung bất cứ kẻ nào. Đáng tiếc là bác bộ phù đỏ vẫn cần phải đung hợp thêm. Sau khi Phương Hàng dung nhập vào trong đó một lực lượng rất lớn, có thể nhìn thấy được kết cấu vật chất bên trong phù đồ này những biến hóa phát sinh ban đầu cùng biến hóa thành kết cấu cùng loại với tinh thể thần quốc tuy nhiên tinh thể thần quốc kia cũng chỉ là những tổ long hồng hoang vô cùng nhỏ bé có chút tương tự với mang thần môn trùng của mang tộc nhưng khí tức thuần khiết hơn nhiều phương hàn hiểu bác bộ phù đồ này cần phải phát sinh diễn biến tượng trưng cho việc tiếp cận tiên khí vương phẩm vì thế nên hắn càng cố gắng mờ miệng to Thân thể hiện ra rất nhiều hư ảnh, từng bước một đi lên trời. Lập tức hư ảnh bảo giới đều hiện ra, càng có nhiều đồng sông bảo khí bị hấp thụ. Hoa gia ngũ lão hiện giờ đã vô cùng suy yếu, ngay cả sức để mắng chửi cũng không có. Nhất là hoa văn xương, hắn lại càng thêm thảm hơn, từng kiện pháp bảo. Đang dược Tài liệu, các loại linh thú được nuôi dưỡng, tài nguyên, thậm chí là đạo thư trên người đều trực tiếp bị luyện hóa sau đó ngọn lửa hùng mạnh ở trên bác bộ phù đồ hòa tan những tạp chất trong đó chỉ còn lại những linh khí thuần khiết sạch sẽ nhất đung nhập vào bên trong pháp bảo của ta cửu cửu quân hoàng lệnh kỳ của ta tụ bảo bồn của ta a à. đó là một hồ lô tiên đang vương phẩm quý nhất của ta còn có đỉnh lô luyện bảo của ta nữa súc sinh phong duyên ngươi là tên súc sinh vũ hoàng ngươi cũng là súc sinh, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi có bản lãnh thì hãy giết ta đi. Ta sẽ chuyên thế đâu thai, sẽ lại tu luyện, tương lai nhất định sẽ trở thành thiên quân vô thượng, Sẽ khiển cho các ngươi chết không được tử tế. Hoa văn xương nhìn từng kiện chí báo bên trong thân thể bay lẻn. Bị bắt bộ phù đồ dung hòa, biến thành nguyên khí trong lòng vô cùng đau khổ một bộ pháp bảo lệnh kỳ hùng mạnh đều là đỉnh phong của tiên khí tuyệt phẩm, đã rất gần với tiên khí vương phẩm. Tông cộng chuối chuối 81 cây. Trên mặt mỗi một cây đều thẻo một hoàng đế quân vương. Đây là cửu cửu quân hoàng lệnh kỳ của hắn. Có uy lực vô địch, có thể nuốt cả hư không? Đáng tiếc gặp phải bác bộ phù đồ cứ như vậy mà bị nuốt mất. Còn có một kiện tụ bảo bồn kia. Trong đó lóe lên bảo quang rực rỡ. Rất nhiều pháp bảo ở bên trong trôi nổi bất định, đáng tiếc là cũng bị hòa tan. Ngoài ra, một người khác trong hoa gia ngũ lão, hoa văn bân trong thân thể của đám người này. Toàn bộ pháp bảo đều đã bay ra. Ám hoàng, truyền nhân giả dạ đế thiên quân cứ như vậy bị phương hàng triệt để đoạt lấy toàn bộ tài phú. Luyện hóa tiến vào bát bộ phù đồ. Thực lực hiện giờ của phương hàng ước chừng có thể luyện hóa một cao thủ thế này. Đương nhiên danh hiệu ám hoàng là danh hiệu kế thừa. Sau khi hắn chết đi, cường giả ám hoàng phủ lại một lần nữa suy tính ra một người có cảnh giới hoàng giả đến kế thừa vị trí ám hoàng. Ám hoàng phủ từ khi sáng lập tới nay đã trải qua hơn triệu năm. Trong thời gian đó đã có mấy đời ám hoàng mất mạng. Hiện tại đời ám hoàng này là đời thứ năm. Cho nên hắn bị giết cũng không có gì lạ. Tuy nhiên pháp tắc khổng lồ trong cơ thể ám hoàng so với hoa văn xương còn hùng hồn hơn nhiều lắm. Phương Hàng ra sức luyện hóa, từng luồng hát quan không ngờ ngưng tụ thành một mặt trời đen kịp bên trên bát bộ phù đô. Vừa xoay tròn vừa bắn ra hảo diễm đen kịp thiêu đốt tất cả. Sau đó hợp với hỏa diễm của liệt hoàng khiến sức mạnh càng tăng vọt. Ám hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả linh mạch, pháp bảo đều bị Phương Hàng thu sạch cuối cùng hắn phát ra một tiếng nguyên rùa tẻ tâm liệt phế, tiểu từ. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Sau lời nguyền rủa này, tất cả tiếng động đều im bặt. Hắn hoàn toàn đã chết. Ai? Vừa mới nguyền ni ta chết không tử tế xong, chính ngươi lại chết không tử tế. Đúng là quả báo nhãn tiên mà. Phương Hằng phun ra một ngụm nguyên khí. Thu mặt trời màu đen luyện hóa từ ám hoàng kia vào trong bát bộ phù đồ thân thể hắn tăng trưởng lên ước chừng ba tấc tinh thể toàn thân đều lóe sáng lấp lánh lúc này hắn đều cảm nhận được lực lượng hủy diệt từ mỗi điểm một quyền có thể hủy diệt vô số không gian và thế giới dị độ thậm chí đánh vỡ tương lai chặt đứt con đường tới tương lai đây là lực lượng của bác bộ phù đồ vừa mới thăng cấp sát hoàng tâm hoàng yến hoàng ta cũng đưa các ngươi đi thôi sau khi luyện hóa ám hoàng. Phương Hàng ung dung nói với ba vị đại hoàng giả ở trên không. Trong ánh mắt tam đại hoàng giả tràn ập sợ hãi. Vết hầu rung động nhưng không nói ra lời. Đừng mà! Ngươi không cần phải giết ta. Tâm hoàng nghẹn lời nửa ngày mới đột nhiên mớ miệng, liên tục nói, ngươi không cần phải giết ta đâu. Đúng một rồi. Thánh tử Trần Chính Hoa của tâm hoàng kia đắc tội với ngươi, ta lập tức bất hắn tới cho ngươi trà đạp hàng ngày. Lý do này mà cũng muốn miễn tội chết sao? Đúng là đáng buồn cười. Một trưởng của Phương Hàng đánh lên ngực Tâm Hoàng. Lập tức cả người Tâm Hoàng giống như tan thành nước, nén lại thành một quả cầu giống như trái tim. Mỗi lần co bóp đều tiếp cận với tần suất vận chuyên của thiên địa. Phương Hàng liên tục chụp tới. Lập tức vô số pháp bảo. Linh mạch đều bay ra bị bác bộ phù đồ hòa tan toàn bộ. Có một số pháp bảo không ngờ có tài liệu thích hợp với cánh tự do và truyền thuyết trượng, Phương Hàng cũng không chút thách khí mà luyện hóa cắn nuốt toàn bộ. Nguyên khí Pháp lực trong cơ thể càng ngày càng tích tụ hùng hậu. Đường như bất cứ lúc nào cũng có thể sinh, ra một loại biến hóa thoát thai hoáng cốt. Yến Hoàng, ngươi cũng chịu chết đi hôm nay dù lưỡi ngươi có nớ hoa sen thì cũng không thể văn hồi được vận mệnh bị hủy diệt của ngươi đâu. Phương Hàng một tay luyện hóa tâm hoàng, một tay bắt lấy Yến Hoàng. Yến Hoàng hung tợn nguyền rủa, tiêu tử. Nhân quá báo ứng, tuần hoàng không đức. Hôm nay ngươi luyện hóa ta thì một ngày nào đó cũng sẽ bị người khác luyện hóa. Ta ở dưới đất chờ ngày ngươi chết, có thành quy cũng không tha cho ngươi đâu. Yến Hoàng, ngươi là trí tiên, sao lại còn nói ra những lời nói ngây thơ như vậy? Tất cả mọi người đều là tiên nhân, còn nói cái gì mà quỷ với không quỷ? Ngươi bị ta luyện hóa cho dù là hồn phách cũng không còn. Ấn ký linh hồn và tất cả kỳ ức đều dung nhập vào trong thân thể ta, tiến vào bên trong bát bộ phù đô. Đầu thai là chuyện không có khả năng. Phương Hằng lắc đầu thở đài, cũng vỗ một chưởng lên người hẳn. Lập tức Yến Hoàng cảm thấy sự đau đớn không cùng, để tâm liệt phế. Cất tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Sát hoàng nhìn thấy thế mà sợ hết hồn vía. Vị hoàng giả này là cường giả dưới trướng sát lục thiên quân, cả đời giết vô số người, cũng không biết là đã luyện hóa bao nhiêu người, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Nhưng hiện tại thấy vô số vị hoàng giả bị luyện hóa, chính mình cũng sắp không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt làm hắn không khỏi sợ hãi. Đừng mà! ta có giá trị hơn so với bọn họ nhiều. Ta có thể ám sát bất cứ kẻ nào cho ngươi, hơn nữa ta cùng có thể tạo thành liên hệ giữa ngươi và sát lục thiên quân. Hiện tại sát lục thiên quân đang chuyên tâm bồi dưỡng con trai sát lục, hơn nữa còn đang trong thời điểm mấu chốt bế quan tu luyện một môn thần thông. Sau lưng ngươi nếu là hỗn loạn thiên quân thì ta sẽ trợ giúp ngươi vào bên trong quốc độ của sát lục thiên quân, giúp người ám toán được một vị thiên quân. Sát lục thiên quân đang tu hành tới thời điểm mấu chốt, là thời điểm thấp nhất trong tất cả các kỷ nguyên. Sát hoàng đột nhiên rống lên. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Phương Hàng chấn động, rốt cục là có chuyện gì? Ngươi nói xem. Ta có thể không giết ngươi, còn đưa ngươi đi gặp hỗn loạn thiên quân. Là thế này. Gần đây có một thanh niên kỳ quái phi thăng từ hạ giới lên. Là con trai sát lục thể chất kỳ lạ. Nghe hồn hắn là một quân cờ quan trọng do sát lục thiên quân lưu lại chuyên thế từ thời viễn cổ, trong cơ thể có thiên sát cô tâm. Hiện giờ sát lục thiên quân đang tìm hiểu thiên sát cô tâm. Tất cả ý chí đều ngưng tụ. Căn bản không có thời gian để về tới chuyện bên ngoài. Cho nên đúng lúc này chính là thời điểm hắn yếu ớt nhất. Sát hoàng vội nói. Hả? vậy ta sẽ đi nói cho hỗn loạn thiên quân biết. Ngươi biết nhiều như vậy cùng không phải là chuyện tốt. Ta chấm đứt tính mạng ngươi, cho ngươi từ nay về sau nghỉ ngơi yên ổn. Phương Hàng phù một cái liền phun ra một đạo thần quang, quét lên thân thể sát hoàng. Lập tức pháp tắc tinh khí từ thân thể sát hoàng bị hút đi. Hắn giống như người bị hút đi cốt tủy. Gầm thét ầm ỉ lên, ta nói chuyện bí mật như thế này mà ngươi còn giết ta. Ngươi không sợ báo ứng sao? Ta đã hiểu ấu đại nhân quả thuật chính là thần báo ứng. Phương Hàn cười ha hả, tiếp tục luyện hóa. Trong lúc luyện hóa, thân thể hắn càng lúc càng lớn. Trên đầu xuất hiện đêm tối. Trong tâm xuất hiện về cảnh sát lục. Khí tức hoàng giả tràn ngập quanh thân hắn giống như đã thăng cấp lên hoàng giả chân chính vậy. Thảm quá. Tại sao ta lại gặp phải kết cục thê thảm thế này? Ta không cam lòng. A. À. Chu lên một tiếng, đột nhiên tâm hoàng hét thảm một tiếng cuối cùng, chết quang chết ủng. Bị phương hàng hút sạch tinh khí pháp tắc mà chết, khắc lên trên bát bộ phù đồ. Ta muốn phản kháng. A. À. Yến hoàng cao giọng thép dài. Sau đó giọng nói cũng bị cắt đứt giữa chừng, chết quang chết ủng. Cuối cùng sát hoàng tụ lại toàn bộ lực lượng, trống to một tiếng, sát. chỉ sau đó tất cả khí tức. Võ học, thần thông, trí nhớ, bảo tàng đều trở thành sở hữu của phương hàng. Đến tận lúc này thì toàn bộ tứ đại hoàng giả bị phương Hàn luyện hóa sạch. Đây là đung hợp chân chính, không hề có chút tinh khí nào bị lãng phí toàn bộ đều tụ lại trên bát bộ phù đô. Cùng cùng bên trong đó, khiến toàn thân tháp của bát bộ phù đô như muốn nổ tung. May mắn là lúc này trong không hư không có bảo khí xuống nữa nếu không thì bác bộ phù đồ đích thực sẽ phải nổ tung. Pháp tắc tinh khí của tứ đại hoàng giả quá nồng đậm, hiện tại cả người ta đều không thoải mái. Luyện hóa tứ đại hoàng giả xong khiển tinh khí phương hàng đấu đá lung tung, giống như con ngựa hoang thoát cương, gần như khiến hắn phải bùng nổ. Giờ phút này toàn thân hắn đều chìm đắm trong hải đương pháp tắc. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, từng vòng tròn pháp tắc của hoàng giả chí tiên hợp thành một bầu trời bao phủ lấy thân thể hắn có một chút pháp tắc thậm chí còn không bị phương hàng hấp thu phải tiêu tán trong không trung đáng tiếc đây là trung tâm thiên quốc của vũ hóa môn trong đó có cấm pháp cường đại của thiên quân bố trí những pháp tắc này không thể tiêu tán chỉ có thể lơ lửng trong không gian để cho phương hàng mạnh mẽ hấp thu mở rộng bảo giới toàn lực hấp thu phương hàng ngửa mật lên trời gầm lên một tiếng không kiên nê gì mà thúc giục lực lượng từng luồng linh mạch vương giai bay lên thiêu đốt theo ý hắn. Xoẹt. Ngón tay phương hàng bắn ra. Ước chừng có 49 linh mạch vương dai bay lên. Trực tiếp thiêu đốt. Khiến cả hư không cũng bị thiêu đốt ra một lỗ thúng lớn. Trực tiếp thông suốt tới bảo giới. Hai tay hắn điều khiển 49 linh mạch vương dai, thiêu đốt ra lực lượng rất lớn. Quanh kích vào phía trong. Thông đạo tới bảo giới đã hoàn toàn bị mở ra bảo khí như thác lũ roi xuống, khiến toàn bộ đại điện bị bao phủ. Biến thành một hải đương bảo khí. Những bảo khí này vô cùng đính dấp. Bao phủ cả thân thể phương hàn Kết hợp với những pháp tắc của hoàng giả trí tiên kia. Trăng rắc răng rắc. Trên mặt bác bộ phù đồ hiện ra vô số hoa văn đại đạo. Từng tấm thần đô hiện ra. Vương giả thánh nhân của long tộc cũng xuất hiện. Phương Hàng ngồi ngay ngắn bên trong hải đương bảo khí không ngừng thiêu đốt linh mạch vương giai kia. Kết nối với thông đạo bảo giới, hấp thu bảo khí hóa thành hải đương trong đó. Đồng thời điều chỉnh thời gian của hắn từ một canh giờ thành một ngàn năm. Không ngừng hấp thu. Không ngừng tu luyện, bác bộ phù đổ đắm chìm trong bảo khí, một ngàn năm. Hai ngàn năm. Ba ngàn năm, không ngừng phát sinh, biến hóa. Sau một vạn năm toàn bộ phù đồ trên mặt tháp hiện lên dày đặc chỉ chích, mỗi một hoa văn đều là sóng trời, vết tích, quỷ tích của trời đất, khí tức vương giả tự nhiên sinh ra. mà phương hàn ngồi trang nghiêm ngay ngắn trong bảo khí khôn cùng, toàn thân trong suốt, không còn chút dơ bần nào. dần dần chuyển hóa, trong chốc lát trở thành hóa thành của tạo hóa, trong chốc lát trở thành khỏi nguyên thân trơ tự do thân, truyền thuyết thân, chung kết thân. hắn không ngừng biến hóa, không biết phai biểu đạt ra về cảnh gì quỷ thần khó đò. Thân thể thiên thiện Phật Hoàng yên lặng hiện lên phía sau hắn. Dường như ở trong thời gian mấy ngàn năm này liền được chữa trị và có rất nhiều ích lợi. Gần như khôi phục lại thời điểm thân thể mạnh mẽ nhất, ầm ầm phát ra tiếng Phật hống. Hẳn chụp gần 100 linh mạch vương giai của Phương Hàn khiến không trung chấn động, trực tiếp thiêu đốt. Khiến lực lượng không lồ thông tới bảo giới. Những tòa núi pháp bảo do bảo khí tạo thành từ trong đi ra từng tòa núi lớn tiến vào bên trong bát bộ phù đồ. Thiên thiện Phật Hoàng cũng trợ giúp Phương Hàng cô động bát bộ phù đổ. Rốt cuộc bát bộ phù đồ nhờ có nhiều pháp bảo tăng cường vào đột nhiên chấn động. Vương khí nồng đậm phát ra. Ở bên trong phù đồ có vô số lôi đình và đạo đồ lóe lên. Giống như đang đưa tới kiếp số vậy. Bát bộ phù đồ rốt cuộc sắp thăng cấp lên tiên khí vương phẩm. Lúc này thiên kiếp tới rồi bên trong bào giới thần bí khó lường. Vô số kiện tiên khí vương phẩm cường đại. Quanh quẩn một chỗ ở bên trong bảo khí vô cùng vô tận. Nhìn một cái lốc xoáy thật lớn. Trên mật chúng hiện ra thần sắc kinh dị. Trong những tiên khí vương phẩm này có đồ. Có đao. Có kiếm, có phủ. Có tháp, có đỉnh, có đàn. Mỗi một kiện đều phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Pháp bảo ở bên trong bảo giới so với pháp bảo chung chung ở bên ngoài đều cường mảnh hơn rất nhiều. Tỷ như đồng dạng là tiên khí tuyệt phẩm. Một kiện bên trong bảo giới so với 10 kiện bên ngoài còn cường mảnh hơn. Có thể lấy một địch 10, toàn bộ đều đánh tan. Người đang hấp thu nguyên khí của bảo giới chúng ta kia hấp thu thật quá lợi hại. Ngay cả nguyên khí đại đạo bảo lực căn nguyên nhất đều bị lay chuyển. Một tòa tháp bất bình tức giận nói. Không có cách nào đây là lệnh cấp trên phân phó xuống. Hỗn loạn thiên quân đại nhân đã trao đôi cùng hai vị lão tổ tông, đây là truyền nhân của hắn truyền thụ đạo thuật phải để cho hắn hấp thu bảo khí. Không cho pháp chúng ta can thiệp. Lực lượng thật cường đại. Xem ra không bao lâu nữa sẽ sinh, ra một kiện tiên khí vương phẩm đây. Bác bộ phù đồ. Không ngờ là bác bộ phù đồ. Kiện tiên khí vương phẩm này bảo giới chúng ta cũng không có loại tiên khí vương phẩm này nha. Bác bộ phù đổ này một khi luyện thành, chỉ sợ sau này trong năm tháng tôi luyện sẽ cùng với thâm phán thương tranh đoạt vị trí tiên khí vương phẩm đệ nhất. Theo ta được biết, thiên giới xưa nay còn không có người nào luyện chế bác bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm. Chúng ta có thể nhân cơ hội câu dẫn bác bộ phù đồ tiến vào bảo giới hay không? Hành đồng đạo của chúng ta không? Pháp bảo như vậy mà bị người tu đạo nô địch, thật là đáng tiếc. Ngàn vạn lần không được làm như vậy, ngươi quên rồi sao? Người của hỗn loạn thiên quân mà ngươi đám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ cần một ý niệm trong đâu bắn phá lại đây. Bảo giới chúng ta chỉ sợ đều phải vỡ tan. Ngươi đừng dẫn tới tai họa cho chúng ta. Không thể tướng được. Phương Hàng lại tu luyện nhanh như vậy. Thật đúng là một kỳ tích một tiên khí vương phẩm cường đại, ẩn mình ở bên trong rất nhiều tiên khí, nhìn bên trong lốc xoáy, cảm khái nói: bản tôn tiên khí vương phẩm này là một tòa môn hộ với một hóa ba mơ hồ kết hợp cùng thiên địa, không ngờ là huyền tẩn môn từ trong thế tục phi thăng lên, môn hộ này phi thăng tới thiên giới, trực tiếp tiến vào bảo giới, gian khổ tu luyện tiến triển thần tốc hiện tại không ngờ đã đạt tới cảnh giới tiên khí vương phẩm có thể nói là thiên tài tuyệt thế cảnh giới thiên địa nhất thể các ngươi có thấy không bên trong dao động hấp thu nguyên khí bào giới kia không ngờ có cảnh giới thiên địa nhất thể đó là cảnh giới tạo hóa thân khí mới có không ngờ người này cũng tu luyện bản thân mình thành pháp bảo mà còn lĩnh ngộ thiên địa nhất thể trời ạ à! đây là thiên tài bên trong pháp bảo chúng ta, tức vạn năm khó gặp nha. Đột nhiên trong lúc đó, rất nhiều pháp bảo đều khiếp sợ cả lên. Các ngươi xem, bác bộ phù đổ đang độ kiếp. Kiếp số này, không biết có độ qua được hay không đây. Trước đây một số cường giả thiên giới cũng tế luyện bác bộ phù đồ muốn tấn chức thành tiên khí vương phẩm. Đáng tiếc chính là vừa đến thời điểm độ kiếp, nguyên khí liền bắt đầu bùng nổ ở thiên đình lúc đó có hơn 10 vị hoàng giả liên thủ tế luyện. Kết quả ở thời điểm mấu chốt nhất bác bộ phù đồ bùng nổ. Nổ cho các hoàng giả đó đều bị trọng thương. Bác bộ phù đồ này mà bùng nổ. Quy lực còn lớn hơn nữa. Rất có khả năng hắn sẽ bị nổ chết. Vô số bảo bối tụ tập trung một chỗ bàn tán xôn xao. Biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ của bảo giới. Cũng có một ít pháp bảo cường đại ở chỗ sâu kín đáo ánh mắt cũng chiếu tới nơi này. Ở sâu trong trung tâm thiên quốc vũ hóa môn, Phương Hàng cũng cảm giác được bác bộ phù đồ đến thời điểm độ kiếp. Thiên kiếp là quy tắc thiên địa. Trong các giới nếu có pháp lực phá hủy cân bằng, sẽ dẫn tới kiếp số. Vô số lôi đình ngưng tụ thành đạo đồ. Thiên ba, thiên ngân, cung điện, ti chấp hình người, bay lại đây, đáp xuống phía trên bác bộ phù đổ. Tuy nhiên đối với thiên kiếp vi lực mênh mông như vậy, Phương Hàng chỉ cười khẽ. Kiếp số bản thân hắn so với thiên kiếp còn lợi hại hơn nhiều, hiện tại đô thiên kiếp này chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn há mồm phun ra một ngụm nguyên khí, hai tay đánh ra pháp tắc. Pháp tắc đó phá tan từng đợt từng đợt lôi đình, trực tiếp hóa thành lôi long thiểm điện, dung nhập vào trong bát bộ phù đổ, luyện chế thành khí tức vương giả. Qua thật lâu, đột nhiên toàn bộ bát bộ phù đồ ở trên không trung chấn động một cái. Từng đạo từng đạo khí tức vương giả bộc phát ra sông lên tận trời cao. Trong nháy mắt truyền ra khắp 8 ức 4 ngàn vạn không gian dị độ. Lực lượng cực lớn đâm xuyên qua vũ tiêu băng qua quá khứ hiện tại tới tương lai. Đi vào đồng sông lịch sử cô Kim. Vương giả ào ào hiện ra. Rất nhiều vương giả. Giống như bỗng toái từ trong hư không buông xuống rồi lại biến mất. Bác bộ phù đồ ở trên không trung chậm rãi xoay tròn, đường như có thể từ trong đó đản sinh ra hàng hà sa số vương giả bình thường. Thân thể của phương hàng cũng theo đó chấn động, một lực lượng cực kỳ cường đại từ các giới trực tiếp rót xuống dưới, tức thì bên trong tinh thể thần quốc của hắn xuất hiện long phù thủy tổ. Bên trong mỗi một cái tinh thể thần quốc đều xuất hiện long ấn, lực lượng cực lớn hóa thân thành ức vạn. Lực lượng của hắn lại được gia tăng gấp 2. Hơn nữa trình độ cứng rắn của thân thể hắn cũng tăng thêm gấp bội. Giờ này khắc này bát bộ phù đồ rốt cục biến hóa trở thành tiên khí vương phẩm, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Toàn bộ phù đồ là từ tất cả pháp tắc. Máu huyết của Hoa gia ngũ lão. Liệt hoàng, Kiến hoàng, Tâm hoàng, Ám hoàng. Sắc hoàng, ước chừng 10 vị hoàng giả ngưng tụ thành mà sinh ra biến hóa. Tánh mạng của 10 đại hoàng giả mới thành tựu một bảo tháp uy nghiêm này. Thành lực lượng cường đại của phù đồ này. Giờ này phương hàng hơi vận chuyển phù đồ lập tức thần quang bắn nhanh ra bốn phía, mỗi một đạo thần quang đều gần như có thể trấn áp hoàng giả. Chư thiên đều bị cuốn vào trong túi, đây là lực lượng của tiên khí vương phẩm, bác bộ phù đồ. Hiện tại cường độ thân thể của ta đã cùng một dạng như hoàng giả. Thậm chí còn cao hơn hoàng giả lực lượng của ta hiện giờ đã cao hơn xa hoàng giả bình thường. Bác bộ phù đồ qua là bác bộ phù đô. Vừa mới tấn chức tiên khí vương phẩm đã có được năng lực sát hoàng. Ta là thánh nhân nhưng ta đã có thể giết tiên nhân chí cao. Phương Hàng cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ bên trong thân thể. Trình độ chắc chắn của thân thể. Còn có uy lực cường đại của bác bộ phù đồ. Hắn không kìm nổi tâm tình kích động, thẩm chật chật tự tán thưởng, hận không thể lập tức đi ra ngoài kiếm một vị hoàng giả đại chiến một trận. Kỷ Nguyên Thư Văn minh Long Tộc đã vững vàng ổn định ngang nhiên xếp lên trang thứ nhất. Đè hẳn văn minh thần tộc. Văn minh Phật Môn Hiện tại bác bộ phù đổ là chí bảo mạnh nhất của hắn. Vượt qua quỷ võ thánh đổ. Tương đương là huyết tể mười đại hoàng giả. Mới luyện chế thành một kiện bảo bổi này. Một kiệt tác cỡ đó chỉ có thiên quân mới có. Ngoài ra ai có thể đủ năng lực thoáng cái giết chết 10 đại hoàng giả dung nhập trong một kiện pháp bảo binh khí. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều tiên nhân đều phải bị hù chết tươi. Cho dù là cao thủ cỡ như vù hoàng, thời điểm bắt đầu trong lòng có cố kỳ. Cùng không dám làm. Vẫn là phương hàng loại đồ đệ vô pháp vô thiên bực này. Mới có thể làm loại chuyện giết chóc tàn nhẫn như thế. Hiện tại bên trong bát bộ phù đồ ẩn chứa tất cả lực lượng hóa mạch pháp tắc nguyên khí. Cùng với thần thông của 10 đại hoàng giả. Thậm chí còn có trí nhớ. Những thứ này đều toàn bộ tích lũy trở thành tri thức của phương hàng. Tất cả lĩnh ngộ tu luyện kinh nghiệm đi từng bước một tấn chức, tích lũ tri thức, các loại hiểu biết, bí văn của 10 đại hoàng giả gom lại. Rốt cuộc đồi đào phong phú đến mức nào? dù là ai đi nữa chỉ sợ đều không thể hiểu rõ. Không thể hiểu hết được. Phương Hàng cũng thế. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể gom tụ các loại trí nhớ kinh nghiệm của 10 đại hoàng giả rồi phong ấn bên trong bát bộ phù đồ. Không dám tùy tiện thu nhậu nếu không rất có thể làm cho thân thức hải của mình bị công kích đến hỗn loạn, đánh mất chính mình. Hắn định bụng chờ qua một đoạn thời gian, sau khi tâm tình ổn định, lực lượng toàn thân bình phục lại mới tìm hiểu vô số kinh nghiệm quý báu này vô số kinh nghiệm quý báu của hoàng giả đó cùng đủ để hẳn tìm hiểu lĩnh ngộ một thời gian rất dài đối với việc tấn chức hoàng giả chí tiên cũng có trợ giúp rất lớn nếu tham khảo kinh nghiệm trong đó dung hợp được toàn bộ thậm chí hắn có thể sáng lập ra một con đường đại đạo bằng phẳng đi thông đến hoàng giả chí tiên lần này thu hoạch thật lớn chẳng những là luyện chế bát bộ phù đổ thành tiên khí vương phẩm, mà còn chiếm được nhiều linh mạch như vậy. Phương Hàn thở vào một hơi, kiểm kê thu hoạch trong cơ thể mình, phát hiện ước chừng có hơn 3.000 cái linh mạch vương giai, còn có một phân nguyên khí linh mạch thánh giai. Linh mạch thánh giai kia ngưng tụ thành một thánh cầu hình tròn, đang không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình. Phương Hàn cảm nhận được lực lượng thần thánh nguyên thủy mênh mông này có thể duy trì mình về sau tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Những linh mạch vương giai, nguyên khí linh mạch thánh giai này, đều là thu gom được từ trên người 10 đại hoàng giả. Mỗi một vị hoàng giả đều có được tài sản vô cùng phong phú. Là trí tôn trong tiên nhân, trí trong trí tiên đại biêu chính là cực hạn. Vốn từ trên thân thể của họ, Phương Hàng thu gom ước chừng hơn 7.000 cái linh mạch vương giai, tuy nhiên ở thời điểm cô động bác bộ phù đồ vì mở ra thông đạo với bảo giới lãng phí mất hơn phân nửa cũng chính vì thiêu đốt quá lợi hại như vậy mới có đủ năng lực tu luyện bác bộ phù đồ thành công hiện tại tài phú trên người hắn chỉ sợ là một ít cường giả thiên địa đồng thọ nửa bước thiên quân đều không bằng hắn lực lượng trong thân thể bắt đầu khói động lòng tin tự nhiên mà sinh ra hẳn tin tưởng lúc này đối mặt với hoàng giả cũng có nắm chắc tuyệt đối giết chết hắn hiện tại đã chân chính bước vào lực lượng cao tầng đỉnh phong của thiên giới dưới thiên quân gần như không ai có thể giết chết hắn đây là sự khung bố của bác bộ phù đồ sau khi tấn chức thành tiên khí vương phẩm ta còn phải tìm kiếm tàn phiến tạo hóa thần khí để chí bảo tam thập tam thiên tấn chức lúc đó tiềm lực của ta vô cùng vô tận ta mới là thánh nhân trước mắt còn có thể tân lên cảnh giới phương hằng biết rằng tiềm lực của mình vô hạn không giống như Vũ Hoàng, dù có tấn chức cũng có hạn. Về phần hắn nếu tấn chức đến Hoàng giả Chí Tiên, khẳng định sẽ mạnh hơn so với Vũ Hoàng, nếu tấn chức đến cảnh giới thiên địa đồng thọ thì sẽ là đệ nhất nhân dưới thiên quân, chém giết vài cao thủ cỡ như Vũ Hoàng chỉ sợ là không phí chút hơi sức. Tuy nhiên Phương Hàng biết rõ rằng, bất kể mình cường đại đến mức nào, một khi còn chưa tấn chức thành thiên quân, thì không thể là đối thủ của thiên quân, cho dù là luyện chế toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên thành vương phẩm, cũng khó mà ngăn càng một kích của thiên quân. Thiên quân cùng chí tiên. Thánh nhân không phải là một cấp bậc, độ trên lệch cực lớn. Dùng đại thế giới so sánh với vô số hạt bụi đều không đủ để hình dung. Dưới thiên quân tất cả đều là con kiến. Đây cùng là nguyên nhân một môn phái có được thiên quân, mới chính thức đứng sững sững trên đỉnh thế giới thời gian cách thiên tài chiến thiên đình chỉ còn hai ngày nữa. Lợi dụng hai ngày này, ta phải sử dụng lệnh bài trưởng giáo Vũ Hoàng Lưu cho ta. Thanh lý Vũ Hóa môn một lần cho xong, nhất là những tên đệ tử. Thánh nhân hoa gia kia. Có một số việc. Vũ Hoàng không tiện làm. Ta đành chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không sao. Phương Hàng bước một bước liền ra ngoài trung tâm điện đường thiên quốc này. Phương Hàng tấn chức bác bộ phù đổ thành tiên khí vương phẩm, có thể nói là đắc chí mãn ý hiện tại phù đồ này đủ năng lực để trấn chết hoàng giả. Chí tiên cũng không là đối thủ. Hắn quyết định bắt đầu bài trừ những kẻ đối lập. Rửa sạch vũ hóa môn. Bước một bước ra khói trung tâm thiên quốc vũ hóa, lập tức hắn liền roi xuống phía trước một tòa thánh điện to lớn. Đây là thánh địa nơi trưởng giáo chí tôn vũ hóa môn chủ trì hội nghị, quyết định đại sự cho dù là thánh tử không nhận được lệnh triệu tập. Cũng không được pháp tiến vào trong đó. Cửa thánh điện có người bảo vệ cực kỳ lợi hại. Phía trước điện đường thánh điện đựng một tấm bia đá thật lớn. Mặt trên viết ba chữ to tài quy á điện, ý nghĩa là chỗ quyết định đại sự. Phía trước tài quyết điện là một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường có rất nhiều người khoanh chân ngồi ngay ngắn tu hành, hoặc là trường lão nguyên tiên bên trong môn phái, hoặc là là một số người thủ hộ mạnh mẽ. Linh khí trước cửa tài quyết điện này thập phần nồng đậm, tràn ngập nguyên thủy khí. Hơn nữa bên trong có khí tức thần thánh của linh mạch thánh giai. Phương Hàng vừa hạ xuống quán trường trước tài quyết điện, một số cao thủ vũ hóa môn đang tu luyện lập tức cảnh giác, mớ mắt. Trong đó có một vài cao thủ hoa gia. Trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh thường, cảnh giác, cừu hận. Sát khí thật sâu hiện tại bọn họ đã biết phương hàng chiến thắng đại quán mang tộc. Thậm chí ngay cả thánh nhân mang tộc đều giết chết, hơn nữa còn giết chết cả ba thánh nhân danh tiếng lẫy lừng bảo thánh ngụy tông sư. Đi thánh, huyển thánh, người của hoa gia đã nhất trí cùng nhau, giúp khoát xếp phương hàng vào điện đối tượng phải tiêu diệt, trong lòng mỗi người đều biết rõ với thực lực của hắn hiện tại. Một khi trướng thành khẳng định sẽ là một hoàng giả cực kỳ mạnh mẽ biết đâu chừng sau này sẽ trở thành một nhân vật chí tôn thiên địa động thọ như Vũ Hoàng. Đến lúc đó sự cân bằng thực lực bên trong môn phái sẽ hoàn toàn xoay chuyển, hoa gia sẽ rơi xuống tình thế bất lợi. Phương Hàn cũng không thèm để vê tới những trường lão nguyên tiên đang tu luyện trên quàng trường, mà nghênh ngang đi thẳng tới tài quyết điện. Hắn định đi vào trong điện đường, ngôi trên vị trí của vù hoàng, rồi mới lấy lệnh bài trưởng môn triệu tập hội nghị tất cả thánh nhân. Hoàng giả vũ hóa môn, sau đó mới tiến hành một hồi đại thanh tử vũ hóa môn, làm cho cho thế lực hoa gia hoàn toàn biến mất. Cho dù sau này hoa thiên quân trở về cũng không nổi lên được tác dụng gì. Bởi vì bên trong vũ hóa môn đã không còn có huyết mạch của hoa gia. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đi vào trong tài quyết điện? Nhưng hôm nay tài quy á điện cũng không có nghị sự. Hơn nữa hắn không có nhận lệnh triệu tập mà xông vào tài quyết điện là muốn làm gì? Tài quy á điện là thánh điện vũ hóa môn chúng ta, chỉ có thời điểm tiến hành đại sự quyết định mới sẽ triệu tập tất cả hội nghị ở trong đó. Một khi triệu tập mới hội nghị, tất cả tô tiên trở lên. Bao gồm các đại thánh tử đều phải đi vào trong đó. Chưởng giáo chí tôn bình thường cũng không thể tùy ý triệu tập hội nghị này. Hắn muốn làm gì? Hiện tại trưởng giáo và rất nhiều hoàng giả trong môn phái cũng không có phát ra lệnh triệu tập người ngoài tự tiện xâm nhập tài quyết điện là đại tội nhẹ thì huy bỏ một thân lực lượng nặng thì trực tiếp loại bỏ ngay cả chuyên thế đâu thai đều không có khả năng chẳng lẽ là trưởng giáo chí tôn triệu kiến hắn dù sao lần này trong đại chiến với mang tộc hắn đúng là vô địch không có khả năng cho dù trưởng giáo chí tôn muốn gặp hắn cùng không thể gặp ở trong tài quyết điện mà sẽ gặp riêng hắn dù là trưởng giáo chí tôn muốn mở hội nghị ở tài quyết điện, cũng phải thông qua đồng ý của ngũ lão hoa gia. Vậy hắn tới đây làm gì? Nổi điên hay sao mà xông thẳng vào tài quyết điện? Các ngươi xem. Hắn đi tới cửa tài quyết điện rồi. Rất nhiều người thấy Phương Hàng đi thẳng về phía tài quy á điện, không khỏi bàn tán xôn xao. Có kinh ngạc, có khiếp sợ, có người không sao hiểu được Phương Hàng rốt cuộc muốn làm gì tài quyết điện giống như triều đình trong thế tục, là chỗ hoàng đế lâm triều gặp các đại thần. Một vị đại thần khi không được lệnh, gọi là không được tự tiện xông vào triều đình, nếu không bất kê dù có lý do gì đều bị ghép vào đại tội mưu nghịch. Hiện tại, trong vũ hóa môn, trưởng giáo chí tôn vù hoàng cùng rất nhiều hoàng giả chí tiên cũng không có lệnh triệu tập hội nghị, mà phương hàng đi thẳng tới tài quyết điện, đương nhiên ai cũng không biết hắn muốn làm gì bước chân của phương hàn như long hành hổ bộ mang theo uy thể vương giả thẳng đường đi tới cửa điện đường vừa định bước vào trong dĩ nhiên bị người đứng trước cửa ngăn cản dừng lại tài quy á điện chính là chỗ hội nghị cao nhất của vũ hóa môn phong duyên người muốn làm gì dám tự tiện đi vào tài quyết điện là tìm chết sao bắt lại cho ta người đứng trước cửa thân thể cường tráng trong tay cầm phương thiên hỏa kích trận mắt nói giống như một kim cương hộ pháp chính là người canh giữ cửa tài quyết điện người bao về khác đột nhiên trống giận phương thiên họa kích xé gió bay tới hướng phong duyên hừ phương hàng hừ một tiếng đột nhiên quát lên một tiếng như rồng gầm sóng âm thanh lọc vào tai những người thủ hộ này khiến tất cả đều bị cố định lại những người thủ hộ này đều là tu vi nguyên tiên đỉnh phong thậm chí có tu vi bán thánh nhưng sao có thể là đối thủ của phương hàng bước một bước đã vào bên trong điện đường a à, thật to gan không ngờ hắn khống chế những người thú hô đi vào trong tài quyết điện rốt cuộc là chuyện gì đây chẳng lẽ thế sự đối thay sao hắn sao đám to gan lớn mật như vậy ai nói hắn to gan tự tiện xông vào tài quyết điện đây là tạo phản mà đúng là tạo phản lập tức thông báo cho các vị thánh nhân các cao thủ vũ hóa môn tại đây ai nấp đều khiếp sợ đến ngân người một hồi sau mới hồi phục tinh thần lại lập tức vang lên tiếng cánh báo nơi nơi đều là tiếng thét bén nhọn chói tai rồi tiếng trống trận ầm ầm vang vọng bầu không khí trở nên cân thẳng giống như vũ hóa môn đang roi vào thời điểm nguy cơ sinh tử tồn vong rất nhiều rất nhiều thần niệm liên tục truyền tới các chỗ sâu trong vũ hóa môn kêu gọi các thánh nhân. Hoàng giả chí tiên cường đại đến đây. Thậm chí có một số lão giả bảo thủ ngủ say đều bị kinh tỉnh lại. Vẻo vẻo vẻo. Một số thánh nhân đang ở gần đây, liền tới tấp hạ xuống trước quảng trường, trong lòng đều tự hỏi đã xảy ra sự tình gì. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, trên mặt họ liền hiện ra thần sắc phẫn nộ. Mà Phương Hàng vừa bước vào trong tài quyết điện nghe phía sau liên tiếp nổi lên tiếng thép bén nhọn, trên mặt hắn hiện ra tia cười lạnh, ánh mắt nhìn tới phía trước thấy vô số vương tọa bao quanh một vương tọa thật lớn ở giữa. Trên vương tọa màu trắng thật lớn đó dường như phủ kín một lớp lông chim chóc động nhẹ nhẹ. Hiên lộ ra khí tức chí tôn vô địch trên cao nhìn xuống thiên hạ. Vương tọa phủ lông chim màu trắng này chính là vị trí của Vũ Hoàng khi triệu tập hội nghị, chí tôn chí cực ở phía trên muôn người. Vụ một tiếng hắn liền bay lên. Ngang nhiên ngồi trên vương tọa vương tọa này thật lớn, ngồi ngay ngắn phía trên đặt hai tay lên tay vịn. Nhìn quanh bổn phía, có một loại tư thế cô gia quả nhân cao cao tại thượng. Đây là khí tức của hoàng giả, tôn sư của một phái. Trước kia ở đời tục, ta ngồi trên bảo tọa vũ hóa môn, trở thành trưởng giáo chí tôn, mà hiện tại ở vũ hóa môn thiên giới, ta cũng ngồi trên bảo tọa trưởng giáo. Nhưng có thể nắm được đại quyền trong tay hay không, cứ nhìn vào việc thanh tử hôm nay. Phương Hàng ngôi ngay ngắn trên vương tọa. Trong khoảnh khắc đó trong lòng hắn muôn vàng cảm khái. Trên đòi tục, ngồi trên bảo tọa không hiếm lạ. Nhưng ở thiên giới thì như ngồi trên ngai vàng. Khẽ nắm tay lại. Hắn lập tức có cảm giác như đại quyền nắm giữ trong tay. Vũ hóa môn ở thiên giới cũng không giống vũ hóa môn thế tục, có vô số thánh nhân, quyền thế thật lớn hắn lại đám ngồi trên bảo tọa của trưởng giáo chí tôn tên phong duyên này lại ngồi trên bảo tọa của vũ hoàng chá tiệt thật đúng là phản nghịch đại nghịch bất đạo mà trong vũ hóa môn ta chưa từng có xuất hiện đệ tử như vậy không ngờ dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy thông báo thông báo đi báo cho mọi người tất cả thánh tử báo luôn cả kim tiên đều tới đây cùng nhau hỏi tội hắn đáng giận. Đại nghịch bất đạo. Điên đảo càng khôn, phải bị trời phạt vạn đao phân thay. Chẳng lẽ vũ hóa môn ta thật sự phải thay đổi? Ngay khi thấy Phương Hàng ngang nhiên ngồi trên bảo tọa của vũ hoàng vũ hóa môn, gần như mọi người đều nổi trận lôi đình, chăng riêng gì thái thượng trướng lão. Trướng lão chí tôn. Đệ tử của hoa gia. Mà ngay cả các đệ tử họ khác đều phẫn nộ gào thét, quả thực không thể tin được vũ hóa môn thành lập ức vạn năm qua từ hoa thiên quân khai tông lập phái đến nay chưa từng có xuất hiện chuyện như vậy không có đệ tử nào có to gan như vậy quả thực là chuyện tệ hại kinh khủng rất nhiều rất nhiều thánh nhân hạ xuống đi tới phía trước tài quyết điện xa xa không ngừng có nguyên tiên dẫn theo thánh tử thánh tử dẫn theo đệ tử kim tiên hạch tâm đều bay tới tụ tập ở trước tài quyết điện Phương Hàn vẫn ngồi nghiêm chinh trên bảo tọa của Vũ Hoàng, ánh mắt không lộ chút biểu tình, giống như một pho thân tượng mãi mãi bất động với thời gian. Đó là phong duyên. Hắn muốn làm gì? Giờ này các thánh tử hư mộ vân cũng ở trong môn phái, nhận được tin tức lập tức đi theo mấy vị thánh nhân dẫn đắc bay tới tài quyết điện. Vừa hạ xuống quán trường liền trống thấy Phương Hàn đang ngồi oai vệ bên trong đại điện, mọi người đều giật mình cả kinh. Phong huynh, Huynh làm gì vậy? Mau mau xuống dưới đi. Huynh gây đại họa rồi, Huynh biết không? Công thi họa quả thực không biết Phương Hàng làm gì. Đám người đạo hút thánh tử, thần nhất mi thái thượng trường lão. Cũng toàn thân run rẩy nói không ra lời. Mấy cao thủ hoa chấn thiên. Chu trọng dương. Vạn Tây An cũng bay tới nơi. Mới đầu là kinh ngạc, nhưng tiếp theo đó liền vui mừng không xiết, bọn họ biết lần này là phương hàng chết chắc rồi đâm đầu vào đại họa tày trời này là trọng tội phản nghịch ai cũng cứu không được hắn phong duyên này đúng là nổi điên rồi chúng ta còn định đối phó với hắn kết quả chính hắn tự đâm đầu vào đại họa tày trời thật tốt quá thật tốt quá hắn tự tìm đường chết không ai có thể cứu được hắn chu trọng dương vui mừng gào lên không sai hắn là chết chắc rồi đại nghịch bất đạo không nói người của hoa gia phẫn nộ cho dù là thánh nhân hoàng giả họ khác đều nổi giận vũ hóa môn từ khi nào thì xuất hiện một đệ tử to gan lớn mật như vậy chứ trời gây họa còn tránh được tự gây họa không thể sống ba đại đệ tử lòng tràn đầy vui mừng ầm ầm bầu trời bị xé rách một mảng lớn một hoàng giả giáng xuống rơi thẳng vào bên trong tài quyết điện binh hoàng đến rồi không ngờ kinh động tới lão giả bảo thủ cường đại này. Lão tuy rằng không phải cường giả của hoa gia, là hoàng giả họ khác, nhưng là một vị cô hoàng, chưa bao giờ tham dự tranh chấp giữa hoa gia và họ khác, ngay cả hoa văn xương. Vũ hoàng đều tôn kính lão mấy phần. Binh hoàng buông xuống. Đây là một lão giả bảo thủ. Khí tức mạnh mẽ. Không ngờ còn cao thâm hơn ám hoàng. Tâm hoàng. Sát hoàng, là chí tiên tuyệt đại cái thế của vũ hóa môn. Lão vừa hạ xuống trong điện đường, ánh mắt liền nhìn về phía phương hàng sát khí trong ánh mắt thật đậm, đồ đại nghịch bất đạo. Mau bước xuống cho ta. Vừa nói xong liền ra tay. Cự trưởng xuất hiện, ngàn vạn binh khí dồn trong một trưởng tiến hành công kích thăng tới phương hàng. Phương Hàng tự tiện đi vào tài quyết điện, trực tiếp ngồi trên vương tọa trưởng giáo của vù Hoàng. Hành vi như vậy ở trong mắt bất luận kẻ nào, đều là hành vi đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên UV đanh đối kháng mang tộc của hãng đã truyền bá ra ngoài, ai nấy đều biết sự lợi hại của vị đệ tử này. Nên thánh nhân bình thường không dám ra tay đối phó hắn. Hắn hung uy hiển hách, ở trước mặt rất nhiều người, mà toàn bộ ba người bảo thánh. Đi thánh. Huyển thánh của ngũ nhạc thần tông đều bị hắn chém giết, luyện hóa ngay tại chỗ. Thánh nhân bình thường sao dám đối đầu với hắn cũng chỉ có hoàng giả chí tiên mới có thể ra tay đối phó hắn. Binh hoàng vừa xuất hiện, đối với loại hành vi đại nghịch bất đạo này, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Nhằm vào phương hàng trực tiếp tung ra một chưởng, đánh ra sát chiêu của binh đạo binh lâm thiên hạ. Binh hoàng, ngươi ra tay với ta, là chuyện gì? Phương Hàng đối mặt với binh hoàng ra tay. Thần sắc vẫn tự nhiên, nhìn không gian không ngừng sụp đô dưới ức vạn binh khí. Ánh mắt cũng không chớp một cái. Trên thân thể hắn bay ra một long trảo thật lớn chụp trên không trung một cái. Tất cả binh khí đều rơi vào bên trong long trảo. Tiếp theo sau long trảo kia tản phát ra khí tức chí tôn vô thượng, hồng hoang thái cổ đều ở bên trong tung một chưởng tổ long ấn. Trong tiếng long ngâm, bàn tay binh hoàng bị chấn nát tan thành mảnh nhỏ. Thân thể bật lui về phía sau hai bước. Chá tiệt, binh hoàng biến sắc. Há mồm phun ra. Trên tay liền nhiều thêm một cây phương thiên hỏa kích thật lớn. Thân thể nhảy vọt lên. Kình phong thật lớn xé rách không gian, ức vạn quy thần xuất hiện. Phản nghịch. Tiếp quỷ thần nhất kích của ta. Phương thiên hỏa kích ở trong tay binh hoàng dường như là vật sống, kích phong lóe ra hàng quan hình trăng lưỡi liềm, cắt một đường cong, vẽ thành sát trận, thần đồ. Chém tới phía phương hàng. Binh Hoàng. Ngươi đây là muốn chết sao? Phương Hàng quát một tiếng, thân thể cao lớn từ trên vương tọa đứng thẳng lên. Vương ra một bàn tay. Ngón tay lóe ra thân quang màu vàng kim. Liên tục búng ra. Không ngờ chặn đứng quỷ thần nhất kích của Binh Hoàng, mũi nhọn của Phương Thiên Họa kích không cắt được chút vết thương tích nào vào bàn tay của hắn. Ma ha vô lượng. Liên tục đón tiếp trăm ngàn đợt công kích, ánh mắt Phương Hàng chợt lóe sáng, bàn tay thật lớn biến thành bàn tay Phật, ấn nghe trên không trung một cái. Cây phương thiên hỏa kích kia liên gãy rời từng khúc một. Cả người binh hoàng bay ngược về phía sau. Rồi xuống bên ngoài điện đường, phun ra một nguồn máu tươi. Cái gì? Binh hoàng cũng bị trực tiếp đánh bại. Tất cả đệ tử thánh nhân. Nguyên tiên đều kinh sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê đi. Đây là phong duyên. Hắn như thế nào trở nên lợi hại như thế? đây còn là người sao hắn đến tột cùng là cảnh giới gì vậy a à? bên trong một số đệ tử trung tâm kim tiên một kim tiên mặc y phục màu trắng kêu lên đó là trần tâm đã từng tranh phong cùng phương hàng giờ này hắn hoàn toàn mất đi lòng tin của mình trần tâm học xong ta lại gia kiếm vốn hắn toàn tâm toàn ý đuổi theo phương hàng. nhưng một màn trước mắt này đã hoàn toàn đánh tiêu tan lòng tin của hắn đến bây giờ hắn còn là một kim tiên nho nhỏ mà Phương Hàn đã ngồi ngay ngắn trên đại vị trưởng giáo chí tôn. Chỉ một trưởng liền đánh bại binh hoàng. Cùng so sánh, quả thực hắn chỉ là một con kiến. Phương Hàn chỉ cần thổi một hơi là có thể biến hắn thành tro tàn. Binh hoàng. Ngươi không sao chứ? Trên không trung, xuất hiện một phần trăng sáng giáng xuống, vừa roi xuống đất liền hóa thành một hoàng giả. Một nữ nhân tôn quy. Không ngờ cũng là một hoàng giả trong vũ hóa môn, Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng vừa hạ xuống, vương tay chọc vào vai Bơ Hoàng đưa vào một cổ pháp lực. Lập tức thương thế trên người binh Hoàng Liên khôi phục, sát ý tăng mạnh. Nguyệt Hoàng đến rồi. Các ngươi xem. Mai Hoàng cũng buông xuống kìa. Vẻo. Một mùi hương thông đáp xuống phía trước đại điện, cũng là một nữ nhân, một thân sa y thể hoa mai. Cũng là một hoàng giả chí tiên của vũ hóa môn. Binh Hoàng, Nguyệt Hoàng. Mai Hoàng, ba đại hoàng giả xuất hiện đứng sóng vai. Đây là hoàng giả chí tiên chân chính, cũng không phải loại hoàng giả chuyên thế. Chí tiên là ở tầng lớp đỉnh phong của tiên nhân đỉnh phong, tiên nhân chí cao. Hai nữ một nam đều là những người giả lão bảo thủ tiềm tu trong vũ hóa môn. Nghiệp trưởng, xuống dưới cho ta. Nguyệt Hoàng Mai Hoàng đều dùng ánh mắt rét lạnh nhìn về phía phương hàng đứng trên vương tọa. Thanh âm vô cùng ác nghiệt hai người đột nhiên cùng tung một chưởng, đánh ra vạn đạo tiên quang, tức vạn đại tiên thuật như dòng thác lũ công kích về phía Phương Hàng. Hừ! Phương Hàng hừ lạnh một tiếng, thân mình bất động, trên đỉnh đầu xuất hiện một bảo tháp, đúng là tiên khí vương phẩm bát bộ phù đồ. Giống như một ngọn núi thần thời viễn cổ. Tiếp nhận thanh tây thiên địa. Tức vạn đại tiên thuật như đồng thác lũ kia bị tây sạch phía trên tháp thân bát bộ phù đồ căn bản không thể xâm nhập mà bị phù đồ hút vào. Giờ khắc này, bác bộ phù đồ thật giống như một hải đương, một vực sâu vĩnh viễn không bao giờ lấp đẩy. Bác bộ phù đồ Tiên khí vương phẩm Không ngờ ngươi đã luyện chế bác bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm. Nhìn thấy bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu phương hàng, cả ba đại hoàng giả nguyệt hoàng. Mai hoàng Binh hoàng đều chấn động cả kinh bác bộ phù đồ ở thiên giới chưa có người nào có thể luyện chế thành tiên khí vương phẩm. Ngày xưa mười đại hoàng giả cùng chung sức luyện chế thân khí. Nhưng phù đô bùng nô tất cả hoàng giả đó đều trọng thương ngã xuống. Từ đó không còn có người nào dám nếm thừ, không ngờ hắn có thể thành công. Bác bộ phù đồ luyện chế thành vương phẩm, có thể trấn chết hoàng giả, đây là dựa vào uy lực của nó nên hắn muốn ngồi trên đại vị trưởng giáo. Nhưng mà vì sao hắn muốn làm chuyện ngang ngược, đại nghịch bất đạo như thế? Mọi người đều liên tục lui về phía sau. Vẻo vẻo vẻo. Trên bầu trời lại truyền tới đao động pháp lực mạnh mẽ, lại là một số hoàng giả của vũ hóa môn xuất hiện, một dòng sông khí băng hàng ngập trời rơi xuống, ngưng tụ thành một nam nhân mái tóc dài đầy bổng tuyết. Tòa hơi lạnh như băng, chính là băng hoàng. ầm ầm Một đạo cầu vòng màu đỏ thẳm cùng rơi xuống mặt đất hiện thân thành một nam nhân mặc y phục màu máu đỏ tươi như chu sa, là chu hoàng. Bông. Tiếng chuông du dương, một hồi tiếng chuông vang vọng từ trên không trung truyền xuống. Rồi hiện ra một nam nhân, có phong thả oai hùng tuyệt thế ngút trời là Trung Hoàng. Không gian tách ra. Một người hình thể cao lớn hiên ra. Lăng lẽ đi vào bên trong điện phủ. Ánh mắt nhìn vào phương hàng. Đây là mặt hoàng dù bảy đại hoàng giả xuất hiện phía trước tài quyết điện, đứng dàn hàng cùng một chỗ. Ngoài trừ hoa gia, đây là các hoàng giả cường đại trong vũ hóa môn. Vũ hóa môn từ khai tông lập phái đến nay đã trải qua hơn ức năm. Trong đó không biết sinh ra nhiều ít hoàng giả. Thậm chí có nhân vật vô địch thiên địa đồng thọ. Tuy nhiên trong dòng lịch sử lâu đài, có hoàng giả tử vong, có hoàng giả mất tích, có hoàng giả đi xa biến mất hiện tại bảy đại hoàng giả này là tồn tại cao nhất trong vũ hóa môn. Binh, Nguyệt, Mai, Băng, Chu, Chung, Mặt, Bay Hoàng cùng ra mắt. Giao động pháp lực cường đại nghiên trời lệch đất. Rất nhiều thánh nhân cùng tập trung lại, đứng trên quảng trường, nhất là thánh nhân của hoa gia lòng đầy căm phẫn, thậm chí có đang thả gào kêu gọi hoa gia ngũ lão. Tuy nhiên ngũ lão hoa gia tự nhiên không thể đáp lại bọn họ. Toàn bộ chư vị hoàng giả đều buông xuống, tốt lắm. Tốt lắm. Phương Hàng đứng thẳng, giống như thiên quân hành tẩu ở nhân gian. Bác bộ phù đổ chậm rãi thu vào thân thể. Phá tay nói, chư vị, ngồi đi. Ta đi vào ngồi trên bảo toa. Chính là thay thế vũ hoàng mòi dự hợp hội nghị, tuyên bố đại sự. Phi ngươi là ai mà dám đại nghịch bất đạo như thế ngay lúc đó một thánh nhân hoa gia hét lớn ngươi này là phản nghịch mọi người động loạt ra tay đánh chết phản nghịch đột nhiên cầu nói của thánh nhân hoa gia này ngưng bạc bởi vì hắn thấy trên tay phương hàng nhiều ra một tán lệnh bài lệnh bài này là đầy trời lông chim đại tuyết một con tiên hạt bay thẳng lên trời cao tiêu điêu tự tại tiếng hạt kêu vang vọng chính tân trời Vũ hóa lệnh vô thường. Thân mình bảy đại hoàng giả trung lên. Không sai. Chính là vũ hóa lệnh vô thường. Phương Hàng lại ngồi xuống trên vương tọa phủ lông chim màu trắng, tư thế tỏa sáng oai hùng, có uy nghiêm của vị vua tuyệt thế tài trí mưu lược kiệt xuất. Từ khi tu thành thánh nhân, giúp trà mười đại hoàng giả ngưng luyện vào bát bộ phù đồ. Phong thà vị vua tuyệt thế có tài trí mưu lược kiệt xuất của hắn cũng đã dưỡng thành, mới có hành động hôm nay. Bảy đại hoàng giả cũng không nhích động, ở phía dưới nghe Phương Hàng giải thích. Vũ Hoàng Vĩ để tu luyện huyền công vô thượng đã cầm trong tay đồ đằng quán của ta, đi công kích mang tộc tìm hiểu huyền diệu, tấn công đại vị thiên quân. Tuy nhiên hiện tại tình hình biến đổi rối loạn, ông ta liền truyền cho ta vũ hóa lệnh vô thượng, để ta tạm thời thay thế vị trí chương giáo vũ hóa môn. Như thế nào? Các ngươi không phục sao? Phương Hàng nói ra từng chữ rõ ràng. Quanh quần ở bên trong tài quyết điện, lọc vào tai tất cả hoàng giả. Rất nhiều thánh nhân, rất nhiều thái thượng trướng lão nguyên tiên. Thánh tử tổ tiên, đệ tử hạch tâm kim tiên. Mỗi một người đều nghe được rõ ràng tiếng nói của hắn. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng mọi người đều như nổi lên sóng gió ngập trời. Lời này là thật sao? Dựa theo đạo lý. Chuyên lớn như vậy trưởng giáo Vũ Hoàng phải triệu tập mọi người lại tuyên bố. Sao có thể cứ vô thanh vô tức như vậy tèm giao Vũ hóa lệnh vô thượng cho ngươi? Binh Hoàng quát. Không sai. Chuyện này không hợp lý. Nguyệt Hoàng tiếp lời. Giết hắn đi. Thánh nhân hoa gia phát ra tiếng rít gào như có bệnh tâm thần, khẳng định là hắn có âm mưu, Vũ hóa lệnh vô thượng kia cũng là giả. Vũ hóa lệnh vô thượng này là thật, mật trên có khí tức của Vũ Hoàng. Vẫn trầm mặt không nói mặt Hoàng mớ miệng. Hắn luôn luôn trầm mặt ít lời. Nhưng là gặp phả truy, ẻn đại sự như vậy không mớ miệng không được. Nói. Phong Duyên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ hóa lệnh vô thượng có đúng thật là trưởng giáo Vũ Hoàng giao cho ngươi. Bảy đại hoàng giả đồng thời nói, chuyện này cần phải chờ giáp mặt trưởng giáo Vũ Hoàng đề chứng minh cho dù là vũ hoàng tự mình giao cho hắn cùng không hợp quy củ phải có sự đồng ý của hoa gia chúng ta thánh nhân hoa gia lại rít gào lên năm đại hoàng giả hoa gia chúng ta sắp tới rồi đến lúc đó ngươi sẽ chết không có chỗ chôn xá ra chuyện lớn như vậy vũ hoàng hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm phải không năm lão giả bảo thủ hoa gia chỉ sợ không tới đây được nữa rồi tiếng nói của phương hằng không lớn nhưng phủ trùng toàn trường. Phong Duyên Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bảy đại hoàng giả cảm giác được một tia hơi hám không ổn. Vụ hoàng sư huynh bói vì đã xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm. Cho nên không tiện ra mặt, vì thế đề ta tạm thời quản lý ban giáo. Phương Hàng thông thả ung dung nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vũ Hoàng Sư Huynh. Ngươi vì sao lại gọi trưởng giáo chí tôn là Sư Huynh? Mai Hoàng nghe ra sơ hơ trong câu nói liền hỏi ngay. Lập tức, mỗi người đều cảm thấy cực kỳ hoang đường. Chuyện này cùng không có gì. Vũ Hoàng Sư Huynh cũng không có thu ta làm đệ tử. Mà nhận ta làm sư đệ. Phương Hàng phất tay, tuy nhiên, chuyện này chở Vũ Hoàng Sư Huynh chỉnh chiến trở về. Tự nhiên sẽ giải thích cho mọi người. Hôm nay Vũ Hóa môn ta trừ một số hoàng giả sớm đã mất tích bên ngoài còn lại đều đã tới tài quyết điện, nay ta tuyên bổ một sự kiện kinh thiên động địa, các ngươi chú ý lắng nghe. Toàn bộ trong tài quy á điện, lập tức rơi vào yên tĩnh, ánh mắt mỗi người đều nhìn về phía phương hàng. Thực lực của phương hàng rất nhiều hoàng giả cũng đều đã nhìn thấy. Bác bộ phù đồ vừa luyện chế thành tiên khí vương phẩm, đủ năng lực để trực tiếp trấn áp chết hoàng giả. Không có hoàng giả nào mà không u kỵ hơn nữa trên cơ bản mọi người cũng đều nhìn ra. Phương hàn đã tấn chức cảnh giới thánh nhân. Loại cảnh giới này cộng thêm quỷ võ thánh đồ. Còn có bác bộ phù đồ và nhiều loại chí bảo khác, đích xác hắn có thể chống lại hoàng giả. Và lại còn lợi hại hơn nữa là hắn còn có thể triệu hoán thân thè thiên thiện Phật Hoàng, đó chính là cường giả trí tôn vô thượng thiên địa đồng thọ. Thực lực như vậy đủ để trấn áp toàn trường. Bằng không, cũng không tới phiên hắn giờ này khắc này đang lên tiếng nói chuyện mà đã sớm bị người ta ném ra ngoài trực tiếp trấn áp thậm chí giết chết thực lực cường đại mới có tư cách nói chuyện nếu không dù có đạo lý kỹ cũng đều uổng phí hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đến mức chiếc châm roi có thể nghe tiếng mọi ánh má đều nhìn vào mặt hắn chờ đợi không biết hắn sẽ nói ra tiếp điều gì năm vị lão giả bảo thủ hoa gia cấu kết với năm đại hoàng giả nanh hoàng sát hoàng, tâm hoàng, liệt hoàng, ám hoàng, đẫn trưởng giáo sư huynh đi tiễn bao với ý đồ mưu hại. Kết quả âm mưu bị ta nhìn thấu. Ta liên thủ cùng vù hoàng sư huynh, đánh chết toàn bộ nhũng ké này. Hoa gia ngũ lão hiện tại đã bị huy bỏ tất cả pháp lực, đang ở trong tay vũ hoàng sư huynh. Tuy nhiên vũ hoàng sư huynh không đành lòng thanh tẩy hoa gia. Vì thế ta đành phà vĩ chứa sức hôm nay mọi dự hợp đại hội là để ta loại bỏ khối u ác tính trong vũ hóa môn này. Khối u ác tính hoa gia cần phải hoàn toàn diệt trà. Tiếng nói của Phương Hàn Như có thể phá nứt kim thạch. Tiếng nói giống như sấm sét vang vọng bên trong tài quyết điện, chấn động khiến mọi người đều ngán người, thật lâu sau mới kinh tỉnh lại. Không. Khẳng định là yêu nghiệp ngươi này liên thủ cùng người, hại chết trưởng giáo Vũ Hoàng, hôm nay còn dán tới nơi này đánh cắp đại vị nói chuyện đi đất. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao? Chư vị. Cùng tiến lên giết hắn. Một vị hoa gia tu luyện tới thánh nhân đỉnh phong, tương đương với tu sĩ cảnh giới bán hoàng đột nhiên thanh âm bén nhọn như tiếng cú kêu đêm. Hướng về phía phương hàng rít gào, tất cả cao thủ hoa gia. Toàn bộ ra tay hủy diệt hắn. Vũ hóa môn là của hoa gia chúng ta. Phàm là đệ tử tôn kính hoa thiên quân, không làm chuyên khi sư diệt tổ. Giờ này hãy theo ta đổng loạt ra tay. Tiêu diệt yêu nghiệt, tiêu trừ đại họa. Choang. Ngay thời điểm vị thánh nhân hoa gia này đang rống lên một tràng dài kêu gọi. Vết hầu bị người ta bóp nghẹt. Ngay sau đó, thân thể hắn biến mất. Rồi xuất hiện trên tay Phương Hàn. Bàn tay to tràn ngập lực lượng nắm chặt yết hầu hắn. Thân hình cao lớn của Phương Hàn vẫn ngồi ngay ngắn trên báo toa ai cũng không biết rằng hắn ra tay như thế nào. Đột nhiên không một tiếng động chọc bắt lấy vị hoa gia này. Ngay cả bảy đại hoàng giả cũng không có phục hồi tinh thần lại. Mỗi người đều kinh hãi run sợ. Ngươi nói cái gì? Phương Hàng nhìn thánh nhân hoa gia giãy dụa trong bàn tay minh, ngươi tên là hoa cương thi phai, gọi là cương thánh. Sẽ trở thành hoàng giả. Là một nhân tài có ích cho vũ hóa môn ta, Đáng tiếc chính là hoa gia các ngươi đều là khối u ác tính, là mầm móng tai họa, là hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của vũ hóa môn. Không ngờ dám ám sát trưởng giáo sư huynh, thật đúng là đại nghịch bất đạo, ta không thể không thay trời hành đạo. Súc sinh Ngươi đám Thân mình tên hoa cương này không ngừng giải dụa, trong đôi mắt bẳng ra ngon lửa phẫn nộ hừng hực, vũ hoàng cũng không đám. Mã ngươi đám thanh tây hoa gia chúng ta. Ngươi mau mau buông ta ra còn có một đường sinh. Cơ. Nếu không đại họa sẽ rơi xuống đầu ngươi. Hồ đồ ngu xuẩn quá mất linh. Phương Hàng thở đài một tiếng, nếu là ngươi lập tức câu xin tha thứ. Quỳ gối phía dưới bao toa của ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, có thể cho ngươi đi chuyển thế đầu thai, mấy ngàn năm sau lại là một nhân vật. Đáng tiếc hiện tại, ngươi nhất định phải bi hình thân câu diệt trong lúc nói chuyện trên tay hắn lóe ra một tia sáng rực rỡ dừng tay bảy đại hoàng giả đồng thời quát to phong duyên ngươi dám giết người của hoa gia cho dù là vũ hoàng cũng không dám làm như vậy hơn nữa trong lời nói của ngươi thật sự có quá nhiều sơ hở không thể tin được hoa gia ngũ lão dù có hồ đồ như thế nào đi nữa cũng sẽ không liều linh làm chuyên sai trả to lớn ám sát trưởng giáo vũ hoàng vũ hóa môn ta như vây. Trước ngươi hãy buông hoa cương ra. Chờ trưởng giáo vũ hoàng trở về nói sau. Trong lúc nói chuyện, bảy đại hoàng giả đồng thời ra tay. Mỗi người đều đánh ra một đạo cương khí hóa thành đồng sông. Bảy người liên thủ trấn áp phương hàng. Quả thực là lớn mật. Sắc mặt phương hàng lạnh xuống, ta cầm trong tay vũ hóa lệnh vô thượng, các ngươi lại còn dán ra tay với ta. Vũ hóa môn đã có quy củ, thấy lên, bài như thấy trưởng giáo. Đây là các ngươi phạm trong tội mưu nghịch. Ô ô ô ô Thanh âm quỷ khóc thần sầu từ trên thân thể phương hàng truyền ra, vẽ út một tiếng, thân thể hắn liền hóa thành bảy bóng dáng, mỗi một cái bóng đáng đều chủ trì một đạo văn minh sử. Văn minh thần, văn minh Phật, văn minh Long. Văn minh kiếm. Văn minh nho. Văn minh tiên, văn minh vu. Bảy đại văn minh hòa lẫn. Dưới chủ trì của bảy đại phân thân của phương hàng khai triển ra kỷ nguyên đạo. Ẩm. Bay tiếng nồ vang chấn động hoàng vũ. Phương hàng ở trên bảo toa không chút sức mẻ. Mà công kích của bảy đại hoàng giả ở dưới bảy đại văn minh trực tiếp ná tan thánh bổn phán. Cái gì? Hắn với sức một người đánh tan một kích liên thủ của bảy đại hoàng giả chúng ta điều này sao có thể tu vi của hắn tuy rằng đột nhiên tân mạnh nhưng cũng chỉ là một thánh nhân sao có thể có bàn lĩnh cường mảnh như vậy chẳng lẽ đúng như lời hắn nói cái gì luyện hóa tâm hoàng liệt hoàng ám hoàng những người này để luyện chế bác bộ phù đô bác bộ phù đồ cần phải dùng hoàng giả huyết tế mới có hy vọng thành công nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi phả huyết tế rất nhiều hoàng giả mới có hy vọng thành công chẳng lẽ lời nói của hắn là thật? Vậy vì sao Vũ Hoàng không ra mặt? Trên mặt bảy đại hoàng giả hiên rõ thần sắc vô cùng khiếp sợ. Nhìn Phương Hàng ngồi trên bảo toa vẫn không nhúc nhích, bay người đều roi vào trạng thái ngây dại. Sau hỏi lâu mới dùng thần niệm bàn bạc cùng nhau. Bọn họ đều là anh tài tuyệt thế. Qua một kích đó thi đã biết rằng chỉ sợ dù có liên thủ cũng không làm gì được Phương Hàng. Đó là đối phương còn chưa có tế ra đòn sát thủ, thân thể thiên thiện Phật Hoàng. Ta nói rồi Vũ Hoàng Sư Huynh đi ra bên ngoài chém giết mang tộc. Qua vài ngày mới trở về. Trong hai ngày này ta chủ trì đại cục trong môn phái, phụ trách thanh tây Hoa Gia. Phương Hàng thân sắc uy nghiêm, trong một kích vừa rồi đã chân chính xác lập địa vị bá chủ của mình, sở dĩ Vũ Hoàng Sư Huynh không muốn trở về, chính là không muốn nhìn cải trĩ nổi đa sáo thiết, làm khó người của Hoa Gia. Nhưng ta thì không có liên hệ gì với hoa gia. Nên nguyện ý thay sư huynh làm truy kém không muốn này. Vì tương lai của vũ hóa môn mà phải làm chuyên phi thường này. ầm Thánh nhân hoa cương trên tay hắn kia đốt nhiên bùng nổ. Sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Thánh nhân làm phù. Hòa luyện tinh khí. Chặt đứt nhân quả. Tính ngưỡng thánh nguyên. Phương hàng đang hai tay vào nhau. Tinh khí thánh nhân kia ở trên tay hắn vẽ thành một đạo phù lục thật lớn. Sau đó hắn bấm tay bắn rạ tầm một tiếng. Đạo phù lục này liền trực tiếp bay vụt ra ngoài, nhúc đánh vào trong cơ thể đạo hút thánh tử đang vây xem ở xa xa. Đạo hút thánh tử không tự chủ được lăng không nổi lơ lửng, bên trong thân thể phát ra khí tức khủng bố. Ngay lập tức trên đỉnh đầu hắn liền buông xuống thiên kiếp, dĩ nhiên là nguyên tiên kiếp. Vô số thiên kiếp kia không ngừng giáng xuống, lại bị phủ văn rừng chút một tiêu diệt, tiếp theo thân thể hắn cao lớn lên. Pháp lực kế tiếp kéo lên. Không ngờ trực tiếp tấn chức tới cảnh giới bán thánh, nguyên tiên đỉnh phong. Phương Hàng chém giết thân thể hoa cương, cùng toàn bộ thần thông tin khí pháp tắc đều hóa thành một đạo phù lục. Nhốt đánh vào cơ thể đạo hút thánh tử. Giúp cho hắn lập tức lột xác. Tinh khí này chính là tiêu hao không đến một phần trăm, về sau trong năm tháng tu hành, đạo phù lục này còn có thể phát huy ra tác dụng trọng vếu thêm nữa. Đạo hút thánh tử. Đây là ban thưởng cho ngươi, tuy nhiên cảnh giới thánh nhân còn cần ngươi tự tìm hiểu. Súc sinh. Ngươi lại dáng vết hoa cương. Hắn là nhân vật có hy vọng nhá tấn chức thánh hoàng giả, hắn đang tìm hiểu đạo hoàng giả vô thượng. Người hoa gia thấy hoa cương bị phương hàng bóp chết tươi, ca một đám cường đại thánh nhân đều phẫn nô bừng bừng, trong đó lại có mấy thánh nhân cường đại bay ra tất cả đệ tử hoa gia nghe lệnh thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành chúng ta phà chung sức đánh trà tên này thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quả thực đáng chê cười các ngươi là ngọc ư các ngươi là cặn bã là khối u ác tính là mầm họa không diệt trừ tận gốc khi không thể chấn hưng vũ hóa môn thân thể phương hàng đột nhiên đứng thẳng lên trong nháy mắt Phương Hàng đứng lên đó. Trên người một thánh nhân được xem là lợi hại nhất của hoa gia đốt nhiên xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn ngơ ngác nhìn lỗ máu này, không nói nên lời. Ngay sau đó toàn thân hắn giống như cột thủy tinh vỡ vụn. Biến thành một tấm phù lục nhe bay về hướng hư mộ vân. Hư mộ vân cũng trôi nổi lên. Giống như đạo hút thánh tử. Trực tiếp tấn chức tới cảnh giới bán thánh hợp lại kết hợp lại cùng một chỗ vũ hóa môn này là của hoa gia chúng ta ngay cả vũ hóa thiên quốc đều là hoa thiên quân luyện chế thành chúng ta thi triển ra linh trận huyết mạch tổ tiên dùng huyết mạch bản thân kích phát toàn bộ cấm pháp của vũ hóa thiên quốc cùng kết nối với huyết mạch của hoa thiên quân khỉ thế vô thượng của thiên quân trấn áp tên này không ai dám ra tay với người hoa gia ở trong vũ hóa môn lập tức phát động đúng vũ hóa môn là của hoa gia. Người hoa gia chúng ta ở bên trong vũ hóa môn chỉ cần thiêu đốt huyết mạch, kích phát nguyên linh là nhân được gia trì gấp 10 lần. Thậm chí có thể triệu tập ra một tiêu uy áp nguyên linh của hoa thiên quân đề diệt địch. Hoa gia bi chết liên tiếp hai thánh nhân, nhưng cũng tinh ngộ. Đột nhiên cùng táp trung lại một chỗ. Ngay lúc đó một đám thánh nhân điên cuồng gào thét, liên thủ với nhau, huyết khí sông lên tận trời, từng luồng máu tươi nhiễm đỏ không gian, thẩm thấu vào bên trong hư vô. Vũ hóa thiên quốc lập tức chấn động cả lên. Kích phát huyết mạch của hoa thiên quân trong vũ hóa thiên quốc. Thân thể phương hàng khẽ nhích động, chí bảo tam thập tam thiên. Bác bộ phù đồ, quỷ võ thánh đồ đều cấp tốc vận chuyển lên. Hắn cảm giác được toàn bộ vũ hóa thiên quốc đang từng chút một cô lập với mình, tất cả nguyên khí đều bị cướp đoạt, hắn có một loại dự cám lập tức phải ngã xuống lúc này toàn bộ thiên địa dường như không chấp chúa hắn hơn nữa trong lúc rất nhiều thánh nhân nguyên tiên cao thủ hoa gia đang kích phát thiêu đốt huyết mạch đó trong một không gian dị độ không biết tên ở sâu trong vũ hóa thiên quốc một cổ khí tức kinh khủng đang từ từ sinh ra phía trên không trung tài quyết điện một hư ảnh cao lớn đang đần ngưng tụ thành hình hư ảnh cao lớn này trống có phần giống như thần tượng của hoa thiên quân đường như là thật sự triệu tập ra một tia thần niêm uy nghiêm của hoa thiên quân. Uy nghiêm của thiên quân không phái là nhỏ. Đây là thực lực của hoa gia. Lã nguyên nhân vũ hóa môn luôn đứng vững không ngã. Hư ánh hoa thiên quân kia càng ngày càng rõ rệt. Trong vài cái hô hấp liền giống như tiên nhân sống lên. Mặt y phục màu xanh. Bả vai dày rộng, khuôn mặt vuông vắng. Đứng thăng phía trên đại điện nhìn xuống dưới mọi người tại đây đều bị cổ khí tức này đè ép đến thiếu chút nữa hít thở không thông bảy đại hoàng giả đều không kìm nổi phải quỳ xuống cúng bái đây chính là tổ sư của vũ hóa môn hoa thiên quân di lưu ở bên trong vũ hóa thiên quốc một lũ thần niệm không ngờ bị kích phát nổi lên ngưng tụ thành hình thể cao lớn vô cùng đơn giản áp bách khiến cho hoàng giả chí tiên đều phải hít thở không thông bàn tay hắn chụp một cái toàn bộ nguyên khí bên trong vũ hóa thiên quốc đều nắm trong khống chế của hắn toàn bộ cấm pháp vũ hóa thiên quốc gần như đều bị thúc động. Cấm pháp của vũ hóa thiên quốc quy lực kinh người, cho dù là thiên quân tiến đến tấn công, đều phải 7 ngày bay đêm mới có thể công phá được. Nếu thật sự bị hoa thiên quân thúc động lên, thì phương hàng khẳng định và bị tiêu diệt. Thì ra là thế. Nguyên lai like bên trong vũ hóa môn. Hoa gia còn có thực lực như vậy. Tuy nhiên hết thảy những thứ này đều nắm trong kế hoạch của ta. Năm lão giả hoa gia đã bị tiêu diệt, cho dù là một lũ thần niệm của hoa thiên quân trong vũ hóa thiên quốc bị thúc động lên. Cũng không thể có uy lực lớn lắm. Ta tranh thủ trong lúc một tia ý niệm của hoa thiên quản này chưa hoàn toàn thức tin, giết sạch những thánh nhân này. Thì nó cũng hoàn toàn hồng mất. Thân thể phương hàng phải khích trúng động, bước xuống khà vương tọa vũ hóa đạp bước đi ra ngoài, lập tức tiến hành công kích thăng vào đám thánh nhân nguyên tiên. Tô tiên hoa gia kia. Hắn chân đạp tứ cực thi triển ra quỷ võ thánh đồ. Bác bộ phù đồ. Ký nguyên thư. Thờ cờ sau lưng thân thể thiên thiện Phật Hoàng cũng từng chút một hiện lên. Quy lực không ngờ không thua kém chút nào so với hư ảnh cao lớn của hoa thiên quân. Khối u ác tính của hoa gia. Hôm nay sẽ tiêu diệt sạch các ngươi. Ẩm một đạo cái thế thần quyền công kích trực tiếp vào bên trong màn huyết quang của rất nhiều cao thủ hoa gia tạo thành lập tức huyết quang bùng nổ một số nguyên tiên tổ tiên trong đó nô thành một phấn tại đương trường linh hôn đều tiêu tán chỉ còn lại tinh khí pháp tắc thần thông chìm nổi ở trong huyết quang giờ khắc này là thời điểm nguy cơ sinh tử tồn vong của hoa gia ta liều mạng một vị thánh nhân hoa gia thất khiếu tuôn chảy máu tươi hình dạng hệt như ma quỷ quát to. Hoa thiên quân. Ngài mớ to mắt mà nhìn, thức tỉnh lại đi. Tên nghiệp trưởng này muốn tiêu diệt hoa gia ta này. Một thánh nhân khác quy gối bên trong huyết quang, phát ra lời cầu khấn, trên thân thể hắn nơi nơi nước vỡ ra. Nhìn thấy máu thịt lầy nhầy mã ghê người. Không ngờ hắn biến mình thành tể phẩm, muốn kêu gọi ý niệm của tổ tông viễn cổ thức tinh. Chỉ cần hoa thiên quân hoàn toàn thức tinh, cho dù là một tia thần niệm cũng có thể giết chá hắn hoa chấn thiên chu trọng dương vạn tây an đều ở bên trong hô vết quang dùng ánh mắt quán độc nhìn phương hàn chu trọng dương tuy rằng không phải người của hoa gia nhưng hắn đã sớm trở thành một chỉ nhánh của hoa gia hắn hận phương hàn thấu xương không sai mặc cho hắn loại hại mấy đi nữa cũng không thể chống lại lực lượng của hoa thiên quân toàn bộ lực lượng của vũ hóa thiên quốc, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Hoa thiên quân cuối cùng thức tin đánh chết hắn chúng ta sẽ tìm về hoa gia ngũ lão. Sau đó cùng nhau liên thủ bắt vũ hoàng, bức hắn thoái vị. Xem hắn rốt cuộc làm gì được, thậm chí chỉ cần hắn tiến vào bên trong vũ hóa thiên quốc, chúng ta cũng có thể nhốt hắn vĩnh viễn. Hoa chấn thiên riết gào. Một tên nguyên tiên nho nhó như hắn. Không ngờ muốn giam giữ vũ hoàng. Đúng lúc này, lực lượng của Phương Hàng đã được vân dụng đến cực hạn. Đột nhiên phát ra một kích kinh thiên động địa. Công kích thẳng vào màn huyết quang. Thiên thiện Phật Hoàng. Quỷ võ thánh đồ, ký nguyên thư. Bác bộ phù đồ đường như muốn một kích phải phá tan màn huyết quang. Tiểu bối. Ngay thời điểm tất cả lực lượng sắp phá vỡ màn huyết quang, đột nhiên ngay lúc đó, hoa thiên quân không ngờ phát ra tiếng nói. Toàn bộ thời gian bên trong vũ hóa thiên quốc, không ngờ bắt đầu nghịch chuyển, lực lượng to lớn như thế. Tất cả công kích của phương hàng đều bi đỉnh chỉ lại. Hoa thiên quân đường như đã hoàn toàn thức tin. Tiểu bối. Vũ hóa môn là do ta khai sáng, không để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Ngươi lại đám vọng động. Không lâu sau ta trở về là ngày tàn của ngươi. Tất cả đệ tử vũ hóa môn nghe lệnh, ta hiện tại tuyên bố. Vũ Hoàng, cùng với tên tiêu bối này đều là tội nhân thiên cổ của Vũ Hóa Môn. Từ nay về sau trục xuất khói môn phái, không còn là đệ tử Vũ Hóa Môn. Mọi người phá cùng nhau tiêu diệt. Còn trưởng giáo Vũ Hóa Môn một thế hệ mới không lâu sau sẽ trở về, tên của hẳn là Hoa Thiên Đô. Thanh âm của Hoa Thiên Quân, trong khoảnh khắc đó, vang động cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc. Ngay sau đó bàn tay to của hắn đè xuống phía phương hàng thiên quân đều ra tay. Hỗn loạn thiên quân còn không ra mắt sao. Toàn thân pháp lực của Phương Hàng thoáng cái bi ép co rụt lại, nhưng trong lòng hắn cũng không một chút khủng hoảng, hắn đã suy tính được trong vô tỉnh đây là một cơ hội thật lớn. Mình không có khả năng bị thá bại lúc này. Hoa thiên quân. Ngươi định làm gì vậy? Một cái tử thi mà thôi, nguyên thần bị thương nặng gần như không có năng lực khôi phục. Đột nhiên ngay lúc đó ở trên đỉnh đầu hoa thiên quân hư không nứt rạ một đạo bảo quang buông xuống, cùng không phải ý niệm của hỗn loạn thiên quân, mà đường như là một kiện pháp bảo, ý niệm của một kiện pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Pháp bảo này ở bên trong quang ảnh, uy nghiêm dường như trấn áp tá cá mọi người tại đây. Một cây bảo trượng thật lớn từ từ ngưng tụ thành hình thể, trên bản thể cây quyền trượng kia tràn ngập khí tức của sử thi, truyền thuyết hơi khẽ lưu chuyển liền dán xuống đỉnh đầu hoa thiên quân. Trắc một tiếng, hư ảnh thân thể hoa thiên quân liền hiện ra đấu vết nứt né rồi tiêu tan đi. Lập tức khí tức bên trong vũ hóa thiên quốc như ngựa hoang thoát đầy cương, đấu đá lung tung, không còn có khí tức cô động như vừa rối. Truyền thuyết trượng